Ta kêu Thi Chính Thiên, ta là hắn mụ mụ, hai người đồng thời nói. Thi Luy Luy quay đầu lại khi đã nhìn không tới Hà Ngưng Nguyệt trong nháy mắt kia kinh ngạc đến ngây người. Đem hành lý giá quan hảo liền bế lên Thi Chính Thiên ngồi xong đánh giá một chút cái này làm nhi tử có hảo cảm nữ nhân, lớn lên thật xinh đẹp, tươi cười thực thân thiết, ăn mặc một thân màu trắng quý báu đồ thể dục, bên người nàng nam nhân cũng xuyên giống nhau, như là ăn mặc tình lữ phục, nữ nhân thoạt nhìn giống 30 tuổi người, nhưng khí chất như là rất có trải qua cùng cơ trí người, còn có chứa loại cao quý hơi thở, xinh đẹp cơ trí cao quý lại không mất thân thiết. Khó trách Thi Chính Thiên đối nàng có hảo cảm, liền nàng đối nữ nhân này đều có điểm hảo cảm tới. Bất quá đúng là bởi vì như vậy nàng càng cảnh giác. Thi Luy Luy ở đánh giá Hà Ngưng Nguyệt đồng thời, Hà Ngưng Nguyệt cũng đánh giá một chút Thi Luy Luy, một đầu thật dày lưu hải đương ở đôi mắt, kính đen vừa vặn đương trụ tóc không cho lưu hải chói mắt, trên mặt ngũ quan chỉ có thể nhìn đến tiểu xảo cái mũi dưới, bất quá làn da đảo non mịn, một thân toàn hắc quần áo có vẻ cả người thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng nàng là người nào, một cái đương gia chủ mẫu xem người so ăn mễ còn nhiều, nữ nhân này hẳn là cố ý như vậy giả dạng. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ, từ một người trong ánh mắt có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật, tỉ như u buồn, yêu thương, phẫn nộ, tàn nhẫn lịch, ghen ghét. Từ từ, mà nữ nhân này vừa lúc đương ở đôi mắt, xem ra nữ nhân này không đơn giản, bất quá cũng liền không đơn giản mà thôi, đối nàng tới nói đây là cái vấn đề nhỏ, ý tưởng này chỉ là một cái chớp mắt hiện lên nàng liền ra tiếng nói, không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ liền có cái lớn như vậy lại đáng yêu nhi tử, ta nhi tử lớn như vậy khi một chút cũng không đáng yêu. Tuy nói ghét bỏ nói nhưng Hà Ngưng Nguyệt biểu tình nhưng thật ra tràn đầy tình thương của mẹ. Thì Luy Luy chỉ là lãnh đạm gật gật đầu, cũng không đáp lại. Vốn dĩ nàng là cái tính cách lạc quan rộng rãi người, trước kia giao bằng hữu không ít, nhưng là đi vào trên thế giới này bởi vì Vương Hương Vân nàng tận lực bất hòa người xa lạ nhiều nói chuyện với nhau, tận lực dùng lạnh nhạt tới ngụy trang tự mình, để ngừa ngày nào đó bên người có cái Vương Hương Vân nhãn tuyến cũng không biết, hơn nữa cũng bởi vì Vương Hương Vân, nàng sợ giao bằng hữu đến lúc đó cấp Vương Hương Vân cấp hại. Vậy càng không hảo. Hiện tại thế giới này bởi vì địa vực lớn gấp đôi nguyên nhân, nguyên bản chỉ cần hai nhiều giờ phi cơ đến nơi đây muốn ngồi hơn 4 giờ, phi cơ Thi Luy Luy có hơn nửa giờ đều đang nghe kia nữ nhân nói nàng nhi tử khi còn nhỏ một ít khứu sự, còn thường thường nói giỡn đùa với Thi Chính Thiên. Nửa giờ, nàng cũng biết nữ nhân này kêu Hà Ngưng Nguyệt, cũng không biết vì cái gì Thi Chính Thiên đối cái này Hà Ngưng Nguyệt rất có hảo cảm, Thi Luy Luy biết nữ nhân này cũng có nhi tử liền cũng buông cảnh giác, nàng cũng không nghĩ nhìn thấy Phong chính là Vũ. Nhìn đến cái người xa lạ liền cho rằng người khác tới hại nàng, bất quá nàng cũng không nghĩ tới cái này khí chất cao quý Hà Ngưng Nguyệt nói nhiều như vậy. Hà Ngưng Nguyệt vốn là tưởng từ nói chuyện phiếm chung hỏi thăm về đôi mẹ con này gia đình tình huống, nhưng là ngẫm lại sau nàng liền từ bỏ, trở về lại hào hào tra một chút đôi mẹ con này hành là được. Hiện tại không cần thiết rút dây động rừng, nàng vừa rồi nghĩ tới cái này Thi Chính Thiên xuất hiện ở các nàng trước mặt khả năng sẽ là âm mưu, nhưng là từ này nửa giờ tiếp xúc nàng cũng không dám lập tức kết luận. Thi Luy Luy thừa dịp Hà Ngưng Nguyệt đùa với Thi Chính Thiên khi lấy ra ở thư trong thành mua tới mặt thế tiểu thuyết tới xem. Mới vừa lấy ra tới liền nghe được Hà Ngưng Nguyệt hỏi, gì, tiểu thi A, ngươi xem loại này thư A. Ân, Thi Luy Luy nghĩ nghĩ lấy ra hai vốn dĩ đưa cho Hà Ngưng Nguyệt, ngươi cũng nhìn xem đi. Tuy rằng tận thế sự nàng nói cho người khác khả năng người khác cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là nhìn này đó tiểu thuyết nói, ở mặt thế ít nhất sẽ trong lòng chuẩn bị. Hà Ngưng Nguyệt vốn dĩ tưởng nói nàng không xem này đó tiểu thuyết, nhưng ngắm tới rồi tóm tắt thượng, thiên thạch, hai chữ sau liền nhận lấy một quyển cấp lão công ý bảo hắn xem, vừa lúc nhàm chán, ta ngắm hai mắt một hồi trả lại ngươi a. Không có Hà Ngưng Nguyệt nói chuyện đó là an tĩnh xuống dưới, thì Luy Luy xem tiểu thuyết cũng không xem tình tiết, chỉ xem bên trong một ít giả thiết, tuy rằng có chút không giống nhau, nhưng là tang thi cùng thiên tai dị năng linh tinh nàng nhìn mấy quyển đều có này giả thiết. Xem ra nơi này tiểu thuyết cùng nàng nguyên lai thế giới không sai biệt lắm. Mà Hà Ngưng Nguyệt bên này thấy được trong tiểu thuyết những cái đó tang thi miêu tả sau âm thầm kinh hãi. Đây chính là nàng xem qua đồ vật. Vốn dĩ hai người bọn họ phụ phu đem gia tộc sự toàn đẩy cho nhi tử sau liền hoàn du thế giới đi. Lần này đúng là ở một cái ấn quốc một chỗ phong tình trên đảo nhỏ nghỉ phép. Vốn dĩ ngày hôm qua e quốc phát sinh thiên thạch rơi xuống bọn họ cũng không nhiều lưu ý. Chỉ là đêm qua bọn họ nhàm chán liền tiểu đảo một chỗ hẻo lánh trên bờ cát sái ánh trăng. Trong lúc vô ý nhìn đến một con thuyền không lớn thuyền ngừng ở nơi xa, trên thuyền hạ mấy cái ăn mặc cách ly phục nhân viên công tác, khiêng cáng, hai cái cáng thượng cột lấy hai người, xem bọn họ thật cẩn thận bộ dáng hai phụ phu đều tò mò, vốn dĩ liền nhàm chán bọn họ liền trộm đi theo bọn họ xem sao lại thế này. Dựa vào bọn họ là cổ võ thân thủ nhanh nhẹn một đường đi theo đảo không làm những người này phát hiện, còn từ giữa nghe thấy hai cái cáng người trên là e quốc phát sinh thiên thạch rơi xuống sau ly thiên thạch gần nhất người.
chính là này hai người đã xảy ra biến dị mới đưa đến nơi này tới nghiên cứu. Đi theo bọn họ vào một chỗ hẻo lánh tiểu bệnh viện. Không nghĩ tới chính là này một cái không chớp mắt tiểu bệnh viện tầng hầm ngầm lại là cái phi thường đại phòng nghiên cứu. Bọn họ hai người tuy rằng võ công không tồi, nhưng là tầng hầm ngầm có quá nhiều hiện đại khoa học kỹ thuật, cũng không dám mạo hiểm đi vào. Bất quá ở tiến tiểu bệnh viện khi bọn họ đều thấy rõ ràng cáng thượng hai người bộ dáng, kia hai người đều như là trong tiểu thuyết tang thi rất giống, đôi mắt vô đồng tử, toàn thân phát thanh, cơ bắp ủy héo rút, trong miệng trường răng nanh, còn thường thường phát ra ngao ngao tiếng kêu. Cũng đúng là nhìn đến kia hai người tình huống bọn họ mới nghĩ nhanh chóng về nước, cũng bởi vì như vậy mới trải qua cảng thành, nếu không bọn họ là sẽ không đến cảng thành chuyển cơ hồi thành phố X mà là trực tiếp đến thành phố X, không có biện pháp kia tiểu đảo chỉ có đến Hoa Quốc cảng thành phi cơ. Này cũng làm Hà Ngưng Nguyệt hoài nghi Thi Luy Luy làm Thi Chính Thiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt sẽ là cái âm mưu ý tưởng giảm bớt. Hà Ngưng Nguyệt xem xong rồi một ít này mà thế trong tiểu thuyết miêu tả tang thi cùng một ít giả thiết sau liền cùng lão công thay đổi một quyển lại xem xong rồi cũng không sai biệt lắm tới rồi xuống phi cơ thời gian, vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có bất hảo dự cảm, trên phi cơ không hảo thương lượng chuyện gì, đành phải về gia tộc lại nói. Xuống phi cơ trước Hà Ngưng Nguyệt đem tiểu thuyết còn cấp Thi Luy Luy thân thiết cười cười nói, ngày hôm qua E Quốc còn phát sinh quá thiên thạch rơi xuống đâu, đừng nói khả năng thật đúng là sẽ có tận thế đâu, người cẩn thận một chút nga. Thi Luy Luy không nghĩ tới Hà Ngưng Nguyệt sẽ nói lời này, chẳng lẽ này Hà Ngưng Nguyệt tin tưởng sẽ có tận thế? Vẫn là nàng biết cái gì? Lời này là ở nhắc nhở tự mình sao? Còn có ngày hôm qua E Quốc phát sinh thiên thạch rơi xuống. Gần nhất nàng không có xem tin tức nhưng thật ra không có lưu ý đến. Nữ xứng văn giống như có để qua mặt thế trước liền có thiên thạch rơi xuống sự phát sinh. Thì Luy Luy nhớ rõ thư trung thiên thạch rơi xuống là ở mặt thế trước 2 tháng, không có sớm như vậy à? Chẳng lẽ bởi vì chính mình đã đến thay đổi, vẫn là chính mình nhớ lầm? Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tin này đó, xem ra ta về nhà sau đến nhiều chuẩn bị đồ ăn, nói không chừng thật đúng là tận thế muốn tới. Nhàn nhạt nói chuyện những lời này sau Thì Luy Luy liền cùng Hà Ngưng Nguyệt từ biệt cầm hành lý xuống phi cơ. Bởi vì không có gửi vận chuyển hành lý cho nên nàng trực tiếp liền ra sân bay. Vừa đến bên ngoài một trận gió lạnh thổi tới, thì Luy Luy khen ngược cũng không cảm thấy thực lãnh, nàng sợ lạnh đến Thi Chính Thiên liền từ ba lô lấy ra một kiện áo lông vũ giúp Thi Chính Thiên mặc vào, lại vây điều khăn quàng cổ cho hắn. Thi Chính Thiên thích mụ mụ như vậy cẩn thận động tác, mỗi lần mụ mụ quan tâm hắn trong lòng đều ấm hô hô, nâng tiểu đầu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mụ mụ động tác làm xong sau, cấp mụ mụ một cái đại đại mỉm cười. Thì Luy Luy sờ sờ hắn nắm đầu phía dưới đầu hôn một cái mới đưa tới xe taxi đi Tượng Binh Mã phụ cận khách sạn. Này ấm áp một màn vừa lúc cấp một cái đang ngồi ở một chiếc xa hoa xe con nam nhân thấy được, nam nhân 24, 5 tuổi một trương tuấn Mỹ trên mặt trang bị một đôi đẹp mắt đào hoa, trong mắt tản ra tinh quang, trắng nõn làn da phụ trợ nhàn nhạt màu hồng đào môi, khóe miệng hơi hơi nhếch lên càng có vẻ cả người tuấn Mỹ tà mị. Hắn nhìn trong tay di động. Bên trong đúng là vừa mới chụp hình đến Thi Luy Luy cùng Thi Chính Thiên ấm áp một màn, nam nhân vừa nhìn vừa phiên ảnh chụp, trong đầu y nếu là người kia nhìn này đó ảnh chụp không biết có thể hay không thực kinh ngạc, thật muốn nhìn xem người nọ mặt vô biểu tình trên mặt xuất hiện kinh ngạc hoặc là đủ loại biểu tình. Đốc đốc, một cái gõ cửa xe thanh âm đem nam nhân y kéo lại, hắn nhìn về phía bên ngoài, vội mở cửa xuống xe cười cười nói, bá phụ, bá mẫu, các ngươi đã trở lại. Tiểu y a, là ngươi tới đón chúng ta. Hà Ngưng Nguyệt thượng phi cơ trước liền thông chi gia tộc làm người tới đón cơ, nhưng mới vừa ở sân bay bên ngoài cũng không có nhìn đến người, liền dạo qua một vòng mới nhìn đến chiếc quen mắt xe, vốn dĩ tưởng gia tộc người nhưng không nghĩ tới là cái này cùng nhi tử cùng nhau lớn lên bạn tốt Tô Y Nguyên tới đón. Ân, Viêm ca khoảng thời gian trước cho người ta ám sát, gần nhất cùng mấy người đi nơi khác điều tra, hắn để cho ta tới lại đây giúp một chút vội, hơn nữa ông nội của ta cũng tới, nói có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi thương lượng. Tô Y Nguyên cười cười nói, nga, Tô lão gia tử cũng tới, xem ra là có chuyện quan trọng mới có thể làm Tô lão lại đây, Hà Ngưng Nguyệt nghĩ thầm. Lên xe đi, có cái gì chúng ta trở về lại nói. Mục Khải Hà nghe được nhi tử, lại, cho người ta ám sát trong lòng nhiều ít có điểm phẫn nộ. Xa hoa xe một đường khai hướng Mục gia đại bản doanh, Tô Y Nguyên ở trên xe liền đem trước đoạn bạn tốt cho người ta ám sát lại may mắn cho người ta cứu sự nói ra. Hà Ngưng Nguyệt nghe được nhi tử không có việc gì liền cười cười nói, tiểu y a, vừa mới ngươi đang xem cái gì như vậy nhập thần đâu. Nga, cái này, các ngươi nhìn sẽ biết, nói Tô Y Nguyên ánh mắt sáng lên lấy ra di động tìm ra kia mấy chương ảnh chụp đưa cho Hà Ngưng Nguyệt sau liền gắt gao nhìn bọn họ biểu tình. Hà Ngưng Nguyệt nhìn đến là Thi Chính Thiên cùng Thi Luy Luy ảnh chụp nói, ngươi nhìn đến bọn họ,
đôi mẹ con này chúng ta ở trên phi cơ liền gặp, chúng ta đang chuẩn bị về nhà liền tra đôi mẹ con này. Nga, khó trách các ngươi nhìn không kinh ngạc, ta mới vừa nhìn đến khi dọa nhảy dựng đâu. Tô Y Nguyên vốn dĩ muốn nhìn này hai người biến sắc mặt biểu tình nhưng là hiện tại thất vọng rồi. Sáng sớm hôm sau thì Luy Luy không biết lại cho người ta cha của cải dưới tình huống, mang theo hưng phấn thi chính thiên từ khách sạn xuất phát đi xem tượng binh mã, xem xong rồi tượng binh mã còn đi tần hoàng mộ địa đi đi dạo một vòng. Này ở giữa thi chính thiên vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái, nàng không rõ một đống bùn nướng thành hình người cùng một cái mộ có cái gì làm cho hắn hưng phấn, còn không phải là tượng đất nhiều điểm đồ sộ điểm, phần mộ lớn điểm, khả năng nàng nông cạn đi. Dạo xong phần mộ đã giữa trưa, ăn cơm trưa khi thi chính thiên còn ở vào hưng phấn trạng thái, giống nhau xem xong nhiều nhất cũng chính là cảm thán một chút này tần hoàng vĩ tích mà thôi, mà thi chính thiên đến bây giờ còn hưng phấn nàng cảm thấy có điểm không bình thường, thì Luy Luy nhịn không được hỏi, mỗi ngày, nơi này đối với ngươi có cái gì ý nghĩa sao? Như thế nào còn hưng phấn đâu? Không có a, chỉ là cảm thấy này thực đồ sộ mà thôi, ta cao hứng chính là cùng mụ mụ cùng nhau tới xem. Thi chính thiên tuyệt đối không thể nói cho mụ mụ hắn kỳ thật là tưởng, sinh thời nếu có cơ hội nói tưởng đào người khác mộ tới. Từ xem qua một kỳ thăm dò tiết mục là giảng cái này hoàng đế mộ địa chôn bảo bối sau, hắn liền bắt đầu ở trên mạng chuyên môn tra về cái này hoàng đế lịch sử cùng vĩ tích, càng xem xét càng là tưởng đem này mộ cấp đào, đáng tiếc chính là quốc gia chính sách không cho đào, cho nên hắn mới tưởng nếu có một ngày cho hắn cơ hội nói hắn liền sẽ đào. Bất quá trừ bỏ đào mộ hắn cũng thực sùng bái cái này có thể nhất thống lục quốc, thống nhất ngôn ngữ, thống nhất tiền tài hoàng đế, cho nên mới nghĩ đến cảm thụ một chút cái này hoàng đế nơi hơi thở. Thì Luy Luy khẳng định là không thể tưởng được thi chính thiên sẽ có ý tưởng này, nàng cũng không lại hỏi nhiều, cơm nước xong liền trở về khách sạn, nàng làm thi chính thiên ở trong phòng tu luyện đừng đi ra ngoài, tự mình đi ra ngoài tìm phòng ở, tuy rằng không phải thực yên tâm hắn một người ở khách sạn, nhưng là không có biện pháp. Kêu taxi xe đi địa ốc công ty, một cái buổi chiều nhìn vài chỗ phòng ở, đi mấy chỗ địa ốc công ty, nàng chọn đều là vùng ngoại thành một ít tiểu khu tương đối ít người địa phương. Cuối cùng tìm được một cái tiểu khu còn tương đối vừa lòng. Này tiểu khu là khu cũ, tương đối cũ, trụ người cũng không nhiều lắm, hơn nữa ly nội thành rộng lớn bộ phận người đều dọn đi rồi. Trong tiểu khu tổng cộng chỉ có 5 đống 7 tầng lâu, nàng chọn phòng ở nhất bên cạnh một đống, ở 5 tầng, không cao không đế, bên trong ra đều đầy đủ hết, một dọn tiến liền có thể trụ cái loại này, làm quyết định sau ngay lập tức cùng chủ nhà làm thủ tục. Thì Luy Luy dùng chính là giả thân phận chính làm thủ tục. Vừa mới bắt đầu nàng còn sợ chủ nhà nhìn thấu trong lòng thấp thỏm thật sự, còn hảo, này thân phận chứng rất cấp lực, không ai nhìn ra là giả, cầm trong phòng chìa khóa sau nhìn một chút thời gian còn chưa tới 5 điểm. Nàng liền đánh xe đến cách đó không xa một cái trấn nhỏ chợ nông sản, lần trước ở thành phố Y nàng không có thời gian đi tìm hạt giống, mà ở Cảng Thành cũng không có gặp được có hạt giống địa phương bán. Vừa mới nàng từ này địa ốc người kia hỏi thăm quanh thân tình huống khi liền nghe được bên này không xa liền có cái trấn nhỏ. Trấn trên đại đa số đều là lấy nông vụ là chủ, hơn nữa có cái đại hình chợ nông sản, cho nên nàng liền nghĩ đi xem nơi đó có hay không hạt giống bán. Xe taxi ở chợ nông sản dừng xe, vừa xuống xe liền nhìn đến thị trường trên cửa có khắc Duy An thị trường chữ. Thị trường này là toàn bộ trấn trên duy nhất một cái mua bán giao dịch địa phương, nhìn này thị trường so một ít thành phố lớn chợ bán thức ăn lớn hơn, khả năng cũng đúng là bởi vì toàn bộ trấn chỉ có một thị trường mới có nhiều như vậy đại đi. Nghĩ nàng liền đi vào. Bên trong bán cái gì đều có, một kẻ hèn phân chia, quần áo một khu, bán đồ ăn một khu, trái cây một khu, nhưng thật ra thực chỉnh tề, hiện thời đúng là mua bán đồ ăn làm cơm chiều thời điểm, thị trường người không ít, nơi nơi đều là hỏi giới mua bán tuyên nháo thanh âm. Thì Luy Luy hỏi người, mới đi đến chuyên bán hạt giống địa phương, thị trường đại đa số đều là lấy sạp vì một nhà, chỉ có vây lên bốn phía là một ít mặt tiền cửa hàng, thực mau tìm được rồi mua hạt giống khu vực, này một khu có không ít hạt giống bán. Mà ly hạt giống gần nhất chính là nông vụ công cụ, nhìn mấy quán nàng tuyển có nhiều nhất hạt giống sạp ngồi xổm xuống chọn. Lão bản là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, thoạt nhìn là cái thành thật, hàm hậu người, hắn nhìn đến thì Luy Luy liền biết nàng không giống như là cái làm việc nhà nông người, thấy nàng mỗi dạng hạt giống đều xem đóng gói túi thượng thuyết minh liền nói, tiểu cô nương, người muốn tìm cái gì hạt giống đâu? Ta giúp người tìm đi, thì Luy Luy linh hồn thượng là cái 12, 7, 8 tuổi người. Cho người ta kêu tiểu cô nương vẫn là có điểm không thói quen, nàng nhìn đến hạt giống này quán thượng có không ít hàng rời hạt giống, những cái đó hạt giống cũng không giống có đóng gói hạt giống thượng có hình ảnh vừa thấy liền biết là cái gì hạt giống, cho nên nàng mới nhìn một hồi, xem này lão bản rất thành thật liền lúng túng nói, lão bản này đó hàng rời hạt giống đều là cái gì hạt giống, ta là tưởng mỗi dạng đều mua một chút,
người có thể giới thiệu một chút sao? Lão bản vừa nghe tiểu cô nương tưởng mỗi dạng đều mua một chút liền nhiệt tình lên, giới thiệu cũng hăng say, giới thiệu mười mấy loại sau. Thì Lùi Lùi có điểm hối hận làm này lão bản giới thiệu, nàng thời gian không nhiều lắm, cũng không phải quá yên tâm làm Thi Chính Thiên một người ở khách sạn, cho nên đành phải đánh gãy lão bản giới thiệu, làm hắn mỗi dạng đều trang một bọc nhỏ, sau đó viết rõ là cái gì hạt giống liền hảo. Hạt giống quán nhưng thật ra đầy đủ hết, Thì Lùi Lùi nhận thức cùng không quen biết nàng đều mua. Đi ngang qua những cái đó nông vụ công cụ quán khi cũng mua mấy thứ tiểu nhân nông vụ công cụ, ra thị trường nàng phát hiện không phải nguyên lai tiến vào thị trường cửa, cái này là cửa sau, mà bên này còn có một loạt sắt lá quán, buôn bán đều là một ít sống cầm, ai, đáng tiếc trong không gian người khác vào không được, nếu không dưỡng một ít sống cầm thật tốt, mà thế tới sau còn có thể có thịt ăn. Thì Lùi Lùi cảm thán một chút đang chuẩn bị đi liền lại ngừng lại. Nàng đến sống cầm tiểu thương kia mua mấy đôi gà, vịt, ngỗng. Liền bồ câu cũng mua một đôi, dùng một cái đại điểm cùng giấy dương gia trang, ở thùng giấy thả một ít mễ, miễn cho này đó sống cầm đói chết, ôm thùng giấy tới rồi một cái không ai lại không camera địa phương tập trung tinh thần thử một lần, thấy trong tay thùng giấy không thấy trong lòng vui vẻ, ha ha, không nghĩ tới thật đúng là hành. Phía trước ở Thi Lùi Lùi quan niệm cho rằng không gian người khác không thể tiến vào ngay cả này đó động vật đều không thể đi vào, nhưng là vừa mới nàng liền ôm thử một lần ý tưởng. Cho nên liền mua, không nghĩ tới này đó động vật thật đúng là có thể bỏ vào không gian. Ha ha, về sau không ngừng có mới mẻ đồ ăn ăn, mà thế còn có thể có thịt ăn, nàng chính là cái vô thịt không vui người. Ngày thường ăn cơm khi liền tính không ăn thịt cũng phải nhìn đến thịt mới có ăn uống người. Phía trước nghĩ mà thế tới sau không có thịt ăn nhiều ít có điểm khó chịu, nhưng là lại nghĩ đến mà thế sau khả năng người khác liền cơm cũng chưa đến ăn cho nên nàng cũng không như vậy bắt bẻ. Hiện tại, về sau nhưng có thịt ăn. Chờ ngày nào đó có thời gian lại tìm một ít tiểu chưa cùng dê bò linh tinh dọn đến trong không gian, thật là, nếu không phải hiện tại mới phát hiện phía trước ở Vân Tỉnh khi mua mấy cái dê bò thật tốt ha, thì Lùi Lùi vừa nghĩ vào để ngồi xe taxi hồi khách sạn. Trở lại khách sạn nhìn thấy là Thi Chính Thiên hoàn hảo không tổn hao gì mở cửa, thì Lùi Lùi vui vẻ bế lên hắn hung hăng hôn mấy khẩu, đói bụng đi, đi, mặc quần áo mụ mụ mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Mụ mụ sự tình vội xong rồi sao? Thi Chính Thiên không biết mụ mụ vì cái gì như vậy cao hứng, bất quá hắn cũng cấp mụ mụ cao hứng cảm nhiễm. Ân, vội xong rồi, ngày mai chúng ta liền về nhà. Giúp đỡ Thi Chính Thiên mặc tốt quần áo liền ra khách sạn ngồi xe đến thành phố X trung tâm thành phố tốt nhất khách sạn ăn uống thỏa thích. Ngàn năm cố đô thành phố X trên đường nhỏ, thì Lùi Lùi nắm Thi Chính Thiên cảm thụ được nơi này nhân văn hơi thở. Ở cố đô dạo qua một vòng liền mang theo Thi Chính Thiên đi náo nhiệt phố ăn vặt thượng ăn nơi này đã có thịt dê phao bánh bao, hồ lô đầu. Thịt thêm bánh bao, lạnh ra từ từ, mỗi dạng ăn xong nàng đều không quên đóng gói mấy phân tiếu tiếu đặt ở trong không gian. Trở lại khách sạn đã hơn 10 giờ tối, Hống Thi Chính Thiên ngủ sau nàng mới đến trong phòng tắm tiến không gian. Tiến không gian nàng liền vội vã đến trang gà vịt ngỗng cái dương kia, một cái lắc mình nàng liền thuấn di đến chọc trên sườn núi. Sở dĩ cứ như vậy cấp là nàng đã quên trong không gian tốc độ dòng chảy thời gian chỉ đối tự mình vô dụng, những cái đó gà vịt ngỗng rất có thể hiện tại đều đã chết đói. Phía trước nàng sợ những cái đó gà vịt ngỗng có phân cho nên liền đặt ở này chọc trên sườn núi, hiện tại nhìn đến trước mặt mở ra thùng giấy bên trong rỗng tuếch, liền cái thi thể cũng chưa, thì Lùi Lùi nghi hoặc, chẳng lẽ không gian còn có rửa sạch thi thể công năng? Không thể nào. Buông ra thần thức, không gian hết thảy đều ở trong đầu, chỉ thấy những cái đó gà vịt ngỗng tất cả đều ở bên dòng suối nhỏ thượng uống nước, còn hào này đó sống cầm còn chưa có chết, một cái lắc mình đến chúng nó bên người đem chúng nó trào hồi thùng giấy. Thì Lùi Lùi nhưng không nghĩ này mấy cái ra hỏa đem trong không gian này dòng suối nhỏ cấp làm dơ, mà thế sao tự mình nước uống nguyên chính là dựa nơi này. Mang theo chúng nó hồi trên sườn núi lại từ phòng cất chứa lấy ra một ít cơm thừa đút cho chúng nó. Thì Lùi Lùi mới lại lần nữa lắc mình đến phòng luyện khí. Nhìn này hai cái đã từng dọa tự mình nhảy dựng con rối, nghĩ thầm lúc này nhưng nô dịch bọn họ. Lần trước cấp này hai cái con rối dọa nhảy dựng sau nàng liền tìm cái thời gian đem không gian tất cả đều nhìn biến. Để tránh còn có cái nào trong phòng lại ra cái dọa người đồ vật tới. Cái kia luyện tự trong phòng là cái phòng trống, bất quá bốn phía trên mặt tường có thể hấp thu pháp thuật, là cái chuyên môn dùng để luyện pháp thuật phòng. Nàng hiện tại còn không có học được cái gì pháp thuật phòng này tạm thời cũng vô dụng. Mà trận tự trong phòng nhưng thật ra có không ít thứ tốt, bên trong có một ít chưa hoàn thành cùng đã hoàn thành trận kỳ cùng trận bàn. Càng thần kỳ chính là một mặt trên tường chỉ cần đến gần liền nhìn đến nguyên bản là màu đen tường liền biến thành một bộ vô ngần sao trời hình ảnh. Trải qua giải sau thì Lùi Lùi biết hình ảnh này là cho người luyện tập suy đoán trận pháp. Từ đêm này không gian toàn đi xong sau liền phát hiện ở trong không gian nàng có thể quay lại tự nhiên,
ở trong không gian nghĩ đến đâu chỉ cần một ý niệm liền có thể thuấn di, hơn nữa trong không gian hết thảy đều ở trong đầu, chỉ cần tưởng liền có thể nhìn đến trong không gian hết thảy. Bất quá chính là dòng suối nhỏ sau cái kia quầng sáng mặt sau những cái đó sơn, hà, hồ, hải nàng còn không có đi vào, cho nên cũng không biết bên kia sẽ là thế nào. Cũng không phải nàng không nghĩ đi vào, mà nàng hiện tại tu vi quá đế không dám mạo hiểm, còn nữa nàng mỗi lần đến gần kia quầng sáng khi trong lòng luôn là có loại cảm giác bất an, bảo hiểm khởi kiến vẫn là chờ có điểm tu vi lại đi xem xét. Thì Lùi Lùi không hề suy nghĩ quầng sáng mặt sau đồ vật, hiện tại là muốn nô dịch này hai cái con rối lúc, hai cái con rối giống nhau như đúc, một nam một nữ, nam tuấn mỹ, nữ tuấn tiêu giống song bao thai giống nhau, nàng muốn đem nam con rối lưu lại chính mình dùng, mà nữ con rối chuẩn bị để lại cho Thi Chính Thiên dùng. Thì Lùi Lùi giảo phá ngón tay, bài trừ máu tươi tích ở nam con rối giữa mày chỗ, nhìn máu cấp hấp thu sau, nam con rối ánh mắt cũng thay đổi điểm, không giống phía trước những cái đó dại ra. Nhưng là nghiêm túc xem nói vẫn là có thể nhìn ra cùng người bình thường không giống nhau, lại còn có thể cảm giác được con rối cùng nàng chi gian có huyết mạch tương liên cảm giác. Cái này lấy máu nhận chủ là đơn giản nhất nhận chủ pháp, có càng phức tạp chính là phải dùng kế quá một sợi nguyên thần cấp con rối. Như vậy con rối thoạt nhìn chính là tươi sống một người, nhưng là hiện tại Thi Lui Lui vừa mới tu luyện, nguyên thần vốn dĩ liền nhược, không có khả năng kế nguyên thần cấp này con rối, tạm thời cứ như vậy đi. Thần thức đến chữ vật trong phòng tìm ra một túi hạ phẩm linh thạch, lấy ra một viên phóng tới con rối đan điền kia lõm chỗ. Mới vừa phóng hảo linh thạch liền nghe được con rối cứng đờ lại không hề tình cảm thanh âm, chủ nhân. Ân, đem này đó hạt giống đều loại trên mặt đất, mỗi dạng đều loại một chút, hột loại ở trên sườn núi, còn có cố hảo những cái đó gia cầm đừng làm cho gia cầm rời đi triền núi. Thì Lùi Lùi đem phía trước mua tới hạt giống cùng một đường tới bắt được những cái đó hột lấy ra tới. Dùng nữ vương thức miệng lưỡi khí phách hạ mệnh lệnh nói, loại cảm giác này thật sảng. Đúng vậy, con rối lên tiếng sau liền cầm hạt giống đi đến bên ngoài. Thì Lùi Lùi trong lòng cao hứng, này con rối thật đúng là nghe lời, bất quá nàng còn muốn nhìn này con rối rốt cuộc có thể hay không làm, quan sát một hồi không nghĩ tới này con rối phi thường cấp lực, chỉ cần cấp mệnh lệnh nó tựa như có tư duy giống nhau cầm đặt ở bên ngoài nông vụ công cụ làm khởi nông vụ tới. Có con rối hỗ trợ không gian sự nàng liền không cần nhiều quản. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện liền hảo, bất quá này linh thạch nhưng thật ra muốn tỉnh điểm dùng. Nàng ở phòng cất chứa tìm ra tam túi linh thạch, hạ, trung, thượng phẩm linh thạch các một túi, tuy rằng mỗi túi đều là dùng túi chữ vật trang bên trong rất nhiều, nhưng là này đó là không sinh tài nguyên, dùng xong rồi đã có thể không có, cho nên đến tỉnh, bất quá ở trong không gian một viên linh thạch có thể sử dụng một cái con rối không sai biệt lắm 5 năm nhiều, bên ngoài còn lại là hơn 3 tháng tỉnh dùng hẳn là có thể dùng thật lâu. Sáng sớm hôm sau Thi Lui Lui tinh thần tỏa sáng ra không gian, ở trong không gian tu luyện mấy ngày tuy rằng nàng còn không có đột phá luyện khí một tầng, nhưng là tu vi tinh tiến không ít. Nhìn trên giường bảo bối còn ở ngủ say, nàng không đi đánh thức, lo chính mình bắt đầu thu thập đồ vật. Chờ Thi Chính Thiên vừa tỉnh bọn họ liền đi trước sân bay bay trở về thành phố S. Mục gia đại trạch, cổ xưa mộc chất trên sofa Hà Ngưng Nguyệt ngồi xem một phần vừa đến tay tư liệu, xem xong sau liền đem này phân tư liệu đưa cho Mục Khải Hàng. Còn phân phó quản gia làm ở thành phố X gần nhất người đi đem này hai mẫu tử mời đến. Mục gia nơi dừng chân không phải ở thành phố X, ly thành phố X còn có hai nhiều giờ, nàng tưởng nhanh lên thỉnh này hai mẫu tử tới cho nên mới làm ly gần nhất kia khách sạn người đi thỉnh. Không bao lâu, người không thỉnh về tới, tin tức lại nói đôi mẹ con này đã hồi thành phố S, Hà Ngưng Nguyệt chưa thấy được kia hai mẫu tử có điểm mất mát đành phải chỉ vào tư liệu thượng địa chỉ cùng quản gia nói, người đem này địa chỉ chia Hạ Viêm, làm hắn có thời gian đi xem. Lại nói trong nhà có sự làm hắn mau chóng trở về. Hà Ngưng Nguyệt cũng không có trực tiếp phát ảnh chụp qua đi, mà là phát địa chỉ, nàng cũng tưởng dọa một chút tự mình nhi tử, tưởng tượng đến nhi tử kia mặt vô biểu tình trên mặt có cái khác biểu tình nàng trong lòng liền ám sảng. Đúng vậy, mục quản gia ứng thanh, đem địa chỉ ghi nhớ liền lui xuống. Này tư liệu thượng đối mẫu tử quá trong sạch, không giống như là âm mưu. Mục Khải Hàng xem xong rồi tư liệu nói. Hà Ngưng Nguyệt xem xong tư liệu sau liền mặc kệ cái gì âm không âm mưu, nàng chỉ biết cái này Thi Chính Thiên có 80% là tự mình tôn tử, cái này chính là làm nàng nhất đáng giá cao hứng sự, nàng chính là vẫn luôn muốn ôm tôn tử tới. Mục Khải Hàng nhìn lão bà cao hứng giảng có chút bất đắc dĩ, hắn biết lão bà thích hài tử, nhưng là bởi vì gả cho tự mình mà bất đắc dĩ chỉ sinh một cái, nhi tử trưởng thành đương nhiên cũng muốn ôm tôn tử, nhưng là nhi tử lại chưa bao giờ yêu đương. Hắn cùng lão bà từng hoài nghi quá tự mình nhi tử có phải hay không thích nam nhân. Cho nên hiện tại nhìn đến có cái tôn tử bọn họ sao có thể không cao hứng, liền tính nhi tử thích nam nhân bọn họ cũng không cái gọi là,
Bất quá ngẫm lại hắn vẫn là nói, lão bà đừng cao hứng quá sớm, vẫn là chờ Hạ Viêm trở về hỏi rõ ràng lại nói, tốt nhất có thể làm ADN kiểm nghiệm một chút. Hà Ngưng Nguyệt cũng chưa cho cao hứng choáng váng đầu óc, nàng gật gật đầu nói, ta biết, cái này không thể cấp, hiện tại cấp vẫn là Tô lão nói sự, người nói hắn là từ đâu tới tin tức. Không biết, Mục Khải Hàng nhớ tới ngày hôm qua một hồi tới Tô lão ra nói sự liền mặt trầm xuống tới, bất quá lấy chúng ta ở Ấn Quốc nhìn đến lại kết hợp chúng ta nhìn đến những cái đó mà thế trong tiểu thuyết tình huống. Hơn nữa ngày hôm qua Tô lão nói đại tai nạn chúng ta vẫn là đến chuẩn bị mới được, như vậy mới có bị vô hoạn. Hà Ngưng Nguyệt gật gật đầu cũng không có nhiều lời liền bắt đầu tại gia tộc chiêu khai đại hội cập gọi trở về đại lượng Mục gia người xuống tay chuẩn bị, tuy rằng nàng cảm thấy mà tất sẽ có cái gì tận thế, nhưng là vì phòng bị nàng vẫn là muốn chuẩn bị, lại nói nếu không có tận thế kia bắt được những cái đó vật tư cùng xây dựng cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, nhiều nhất đem những cái đó vật tư quyên đi ra ngoài là được. Thì Lùi Lùi xuống máy bay cùng Thi Chính Thiên liền trực tiếp hồi nhà mình tiểu khu, nguyên bản bọn họ tâm tình đều tương đối vui sướng. Nhưng ở bước vào tiểu khu khi hảo tâm tình lập tức cấp tưới diệt. Trong tiểu khu chỉ cần trải qua Thi Lùi Lùi bên người người đều đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Những người đó xem nàng đều là dùng châm chọc hoặc là khinh bỉ ánh mắt. Thường thường còn có thể từ vài người trong miệng nghe được tiểu tam hoặc là sao sao hồ ly tinh chữ. Thi Lùi Lùi biết này đó đều là Vương Hương Vân làm ra tới. Nàng sợ những lời này sẽ ảnh hưởng Thi Chính Thiên. Nhìn Thi Chính Thiên sụ mặt nàng bước chân đi được đều nhanh điểm. Vừa đến nhà mình dưới lầu liền gặp Trương Gia Hồng vợ chồng. Trương Gia Hồng vừa thấy đến bọn họ ánh mắt sáng lên, nàng nhưng không quên nhiệm vụ này, còn có 5 vạn mau tiền có thể lấy đâu, không đợi Thi Lùi Lùi bọn họ đến gần nàng liền hô, nha, này không phải chuyên sao sao nam nhân hồ ly tinh sao. Nhanh như vậy liền đã trở lại, chung quanh trải qua người nghe được đều quay đầu khinh bỉ nhìn Thi Lùi Lùi. Mỗi ngày, tới, ta cùng ngươi nói, mụ mụ ngươi chính là cái chuyên môn sao sao khác lão công hồ ly tinh đâu, ngươi nhưng đừng nghe ngươi mụ mụ. Phía trước mụ mụ ngươi không phải thường xuyên tăng ca sao? Kia đều là lừa gạt ngươi, nàng a, nhưng đều là ở bên ngoài bồi nam nhân khác đều không bồi ngươi đâu. Trương Gia Hồng vừa thấy Thi Lùi Lùi đi mau gần liền tưởng giữ chặt Thi Chính Thiên nói. Thi Chính Thiên vốn dĩ nghe thấy cái này nữ người ta nói mụ mụ nói bậy trong lòng đã phẫn nộ, hiện tại còn tưởng giữ chặt tự mình, hắn ghê tởm vẫy vẫy tay chán ghét nhìn nữ nhân này trở nên cũng quá nhanh, phía trước nữ nhân này đều không phải này thái độ. Thì Lùi Lùi đương nhiên cũng sẽ không làm này lão bà kéo Thi Chính Thiên, ở Thi Chính Thiên ném ra khi nàng liền bế lên Thi Chính Thiên tới đối với Trương Gia Hồng nói, cả ngày nói đến ai khác nói bậy, khó trách sinh không ra hài tử tới. Nói xong nàng liền trực tiếp đi vào thang máy không thèm để ý này Trương Gia Hồng. Sinh không ra hài tử vốn dĩ chính là Trương Gia Hồng chỗ đau, này nhắc tới càng làm cho Trương Gia Hồng tức giận, nếu không phải lão công lôi kéo nàng đều đi ném hai cái tát cấp này hồ ly tinh. Thì Lùi Lùi về đến nhà đem cửa đóng lại, nàng ôm Thi Chính Thiên đến trên sofa nghiêm túc nói, mỗi ngày, người tin người khác nói vẫn là tin mụ mụ. Đương nhiên tin mụ mụ, Thi Chính Thiên không chút nghĩ ngợi nói, bất quá những người đó thực quá mức nói như vậy mụ mụ. Hắn có điểm ảo não tự mình còn nhỏ, nếu không hắn đều tưởng đi lên cấp người nọ hai cái tát. Là có điểm quá mức, bất quá không cần để ý đến bọn họ, người chỉ cần tin tưởng mụ mụ là được. Ân, Thi Chính Thiên kiên định đáp lời. Thì Lùi Lùi cười cười vớt hắn nắm đầu, đói bụng không, nghỉ ngơi một chút, mụ mụ một hồi nấu cơm ngươi ăn. Hai người ôm ở trên sofa nghỉ ngơi một hồi, thì Lùi Lùi khiến cho Thi Chính Thiên sửa sang lại chính mình hành lý, nàng đến trong phòng bếp chuẩn bị làm cơm trưa, mở ra tủ lạnh vừa thấy, bên trong một chút đồ ăn cũng không có, lúc này mới nhớ tới, ra cửa thời điểm tủ lạnh chính là trống không, nếu là có đồ ăn đến bây giờ cũng hỏng rồi đi. Đáng tiếc hôm qua mới ở trong không gian đem hạt giống gieo. Bên ngoài một ngày trong không gian 24 thiên, ngày hôm qua đến bây giờ cũng bất quá là mười mấy giờ, những cái đó đồ ăn còn không có thành thục, nếu không hiện tại liền có thể ăn trong không gian mới mẻ rau dưa. Bất đắc dĩ nàng đành phải công đạo Thi Chính Thiên không cần ra cửa, nàng đi ra ngoài mua đồ ăn một hồi liền hồi. Lâm ra cửa khi không biết vì cái gì tổng cảm thấy trong nhà không thích hợp, thì Lùi Lùi nhìn lướt qua trong nhà cũng không có thể nhìn ra cái gì tới đành phải đóng cửa lại đi chợ bán thức ăn. Trải qua tiểu khu khi còn có thể nhìn đến những người đó đối với nàng chỉ trò trò, nhưng nàng cũng không để ý tới, đường kính hướng chợ bán thức ăn đi. Chợ bán thức ăn ly tiểu khu không xa, đi bộ đều không cần thập phần loại, thực mau Thi Lùi Lùi liền mua xong rồi đồ ăn. Trở lại tiểu khu khi Thi Lùi Lùi làm bộ vô tình quay đầu lại nhìn một chút mặt sau, nàng vừa mới cảm giác được luôn có một đạo ánh mắt luôn là lưu tại tự mình trên người, hơn nữa nàng phát hiện một đạo ánh mắt vẫn luôn là đi theo tự mình. Nhưng là quay đầu lại khi lại không có nhìn đến là người nào,
thì Lui Lui trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng là bất đắc dĩ, không phát hiện cái gì đành phải lại tiếp tục đi. Vừa đến dưới lầu liền thấy một đống người vây ở một chỗ xem một đám tiểu hài tử đánh nhau, 5, 6 cái, 6 tuổi tả hữu tiểu hài tử vây quanh một cái hài tử đánh. Một đám tiểu hài tử biên đánh còn biên mắng con hoang chữ. Thì Lùi Lùi thấy rõ bị đánh người là Thi Chính Thiên khi, nàng đôi mắt đều khí đỏ, chạy tới kéo ra những cái đó tiểu hài tử đem Thi Chính Thiên bế lên tới. Nhìn Thi Chính Thiên bị đánh đến mũi thanh mặt loại, cánh tay cùng đầu đều đổ máu, nàng đau lòng muốn mệnh. Nếu không phải những cái đó đánh Thi Chính Thiên người đều là tiểu hài tử, nàng thật muốn một người cấp một chân. Bế lên Thi Chính Thiên ngay lập tức chạy về ra, phút cuối cùng còn quay đầu lại mắt lạnh nhìn mắt những cái đó vây xem người. Những người này có trước kia là cùng cha mẹ quan hệ không tồi hàng xóm, có còn từng là cha mẹ đồng sự. Những người này nhìn đến nhiều người như vậy đánh một cái tiểu hài tử cư nhiên liền kéo đều sẽ không kéo ra. Thì Lui Lui tâm chợt lạnh lên, những người này nhưng không có cấp Phương Hương Vân thu mua, còn chưa tới mặt thế đâu. Người liền như vậy lạnh nhạt, tới rồi mặt thế kia còn phải. Về đến nhà nàng tốc độ lấy ra hòm thuốc, còn hảo Thi Chính Thiên trên đầu thương không nặng chỉ là sát khai ra, bất quá cánh tay thượng không biết là cho cái gì cắt ra vẫn luôn chảy huyết. Nàng cầm nước sát trùng rửa sạch miệng vết thương, biên thanh vào để nghe Thi Chính Thiên tê tê đau thanh. Biết đau còn đánh nhau, thì Lui Lui đau lòng cau mày nói. Nàng nương túi sách từ trong không gian lấy ra một cái chai. Bên trong là hồi xuân đan làm bột phấn. Nàng vừa mới nhìn đến Thi Chính Thiên bị thương khi cố ý dùng thần thức tiến không gian lấy một viên hồi xuân đan cấp con rối làm hắn làm thành bột phấn, thì Lui Lui biết này chữa thương dược thấy hiệu quả thực mau, cũng là vì như vậy nàng mới vội vã về nhà, mà không phải đi bệnh viện. Thuốc bột không có trực tiếp rơi tại miệng vết thương, mà là chiếu vào bông thượng, đem bông đặt ở băng vải thượng lại dán lên miệng vết thương. Bọn họ nói mụ mụ nói bậy, Thi Chính Thiên không phẫn nói. Không phải làm ngươi ở trong nhà sao, như thế nào đến dưới lầu đi? Thì Lui Lui ngữ khi thả chậm, cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Người vừa ra khỏi cửa cách vách ra Tạ Xương liền tới đây gõ cửa, ta một mở cửa kia Tạ Xương liền mắng ngươi, ta khi bất quá liền mở cửa đánh hắn, hắn không có thể đánh quá ta liền chạy, ta một truy liền đuổi tới dưới lầu, nào biết phía dưới có như vậy nhiều người, nếu là một chọi một ta khẳng định có thể đánh quá bọn họ. Thì Chính Thiên chưa nói kỳ thật trước kia Tạ Xương thường xuyên tư phụ hắn, muốn đánh Tạ Xương thật lâu. Hơn nữa hắn luyện kia bổn bí tịch sau liền tưởng thử một chút xem có phải hay không lịch hại. Thì Lui Lui tưởng tượng liền biết khẳng định lại là kia Trương Gia Hồng dở trò quỷ. Bất quá hiện tại nàng không có thời gian đi trả thù linh tinh, có phiền toái càng lớn hơn nữa ở, làm sao có thời giờ quản này đó. Vừa rồi hồi tiểu khu khi tuy rằng không phát hiện kia luồng hơi thở là người nào, nhưng là nàng biết hiện tại hẳn là cho người ta dám thì hoặc là theo dõi. Hơn nữa nàng dám khẳng định là Vương Hương Vân phái ra người. Vẫn là nhanh lên rời đi nơi này mới được. Vốn dĩ phía trước nàng cũng nghĩ tới không trở về thành phố S, nhưng là phía trước chỉ nghĩ đến Vân Tình tìm không gian, đi được lại cấp thi phụ thi mẫu di vật còn lưu lại nơi này, cho nên nàng mới trở về. Tuy rằng những cái đó di vật cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng là lại đối với Thi Chính Thiên có rất lớn kỷ niệm giá trị, nàng nhưng không quên Thi Chính Thiên là bị cha mẹ mang đại. Đem Thi Chính Thiên miệng vết thương toàn tốt nhất dược, thì Lui Lui đem hòm thuốc phóng hảo sau đó bất động thanh sắc ở trong nhà tinh tế nhìn một lần. Vừa rồi rời đi trong nhà thời điểm liền cảm thấy trong nhà không thích hợp, luôn là có loại cho người ta khuy trộm cảm giác. Này không xem còn hảo, vừa thấy trong nhà tất cả đều là camera mini toàn vô góc chết, liền phòng tắm cũng không buông tha, nguyên lai là như thế này. May mắn hôm nay trong không gian rau dưa còn không có thành thục, bằng không trống rỗng lấy ra mới mẻ rau dưa bị Vương Hương Vân biết kia khẳng định sẽ hoài nghi tự mình có phải hay không có cái gieo trồng không gian. Vương Hương Vân một có hoài nghi tin tưởng sẽ không quản hiện tại còn có phải hay không pháp trị xã hội liền trực tiếp diệt nàng tới đoạt. Ngẫm lại Thi Lui Lui đều nghĩ mà sợ không thôi. Còn hảo Thi Lui Lui vẫn luôn là tiểu tâm cẩn thận liền phía trước thượng dược nàng đều là sợ Thi Chính Thiên nhìn đến hồi xuân đan dược hiệu mà không có trực tiếp đắp đi lên. Bằng không lấy hồi xuân đan một đắp liền có thể mắt thường tốc độ khôi phục cấp Vương Hương Vân nhìn lại là một hồi phiền toái. Hiện tại đã cho người ta giám thị nếu muốn biện pháp ném ra giám thị bọn họ nhân tài hành. Nếu không cùng vốn là không thể thu thập vật tư, hơn nữa phải đi nói cũng không thể làm Vương Hương Vân hoài nghi nàng là có chuẩn bị mà đi. Thì Lui Lui có loại gấp gáp cảm tưởng nhanh lên rời đi Vương Hương Vân giám thị, hiện tại có loại bó tay bó chân cái gì đều làm không được loại cảm giác này phi thường nghẹn khuất. Làm tốt cơm chưa ăn xong, Thi Chính Thiên vào phòng nghỉ ngơi. Thì Lui Lui thu thập một ít cha mẹ lưu lại di vật đặt ở một cái trong túi. Hơn nữa đem có quan hệ tự mình đồ vật toàn thu hồi tới. Còn thứ tốt cũng không phải rất nhiều đều là một ít ảnh chụp cùng có ý nghĩa tiểu đồ vật, nàng muốn nhận đến trong không gian,
nhưng là hiện tại cho người ta giám thị dưới tình huống ở trong nhà không thể đem mấy thứ này bỏ vào không gian, không biết tự mình trên xe có hay không trang camera, nếu là không có ở trong xe đem này đó quan trọng điểm đồ vật thu được trong không gian cũng đúng. Thu thập xong thì Luy Luy nhìn thời gian đã là buổi chiều nhị điểm nhiều, ngân hàng mau đi làm nàng luôn mãi dặn dò Thi Chính Thiên làm hắn hảo hảo ở trong nhà không cần đi ra ngoài, hảo hảo ở trong nhà chờ nàng trở lại, có người gõ cửa cũng không cần mở cửa. Ở Thi Chính Thiên nhiều lần bảo đảm hạ Thi Luy Luy cầm cha mẹ di vật túi đến bãi đỗ xe, vừa lên xe ở trong xe tra xét một vòng còn hảo không có nhiếp ảnh đầu, lúc này mới yên tâm đem này túi bỏ vào trong không gian. Ngày hôm qua trở về thành phố S trước, Thi Luy Luy đã gọi điện thoại đến mở tài khoản ngân hàng, hẹn trước hôm nay muốn đi lấy tiền, hôm nay nếu là không lấy nói lại phải đợi ngày mai mới có thể lấy, nàng có chút gấp vẫn là trước đem tiền cầm ở trong tay mới an tâm. Lái xe đi ngân hàng, từ ngân hàng ra tới về, Thi Luy Luy trong tay thêm một cái rất lớn túi da rắn, túi trang là phía trước đổ thạch tới 900 vạn. Còn hảo nàng luyện huyền thể thuật, nếu không thật đúng là nhấc không nổi tới, ở nhân viên công tác nghi hoặc ánh mắt hộ tống hạ, Thi Luy Luy lên xe. Ngân hàng viên chức nhìn nàng dùng một lần để nhiều như vậy tiền sợ nàng bị người khác lừa, rất nhiều lần nhắc nhở làm nàng cẩn thận một chút, nàng thực bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng vẫn là cảm kích này đó nhắc nhở người. Trong xe, thì Luy Luy tinh tế lại tra một lần, trên xe không có gì thường, bất quá kia nói theo dõi chính mình người còn ở, tự mình ra cửa nàng liền cảm thấy có một đạo ánh mắt, lúc có lúc không đi theo tự mình. Hơn nữa hiện tại lại nhiều hai người theo dõi người, kia hai người lén lút ánh mắt luôn là nhìn chằm chằm nàng. Thì Luy Luy nhíu một chút mày thân tay tiến túi da rắn, đem tiền toàn thu vào không gian dư lại một cái trống không túi da rắn sau liền không để ý tới này đó theo dõi người lái xe đi chuyển phát nhanh công ty. Cái kia vẫn luôn theo dõi nàng người thực sẽ che giấu, thì Luy Luy không thấy được người chỉ cảm thấy đến luôn có một đạo ánh mắt đang nhìn nàng, mà vừa mới bắt đầu theo dõi hai người, lại là mở ra một chiếc cũ nát minibus, nàng là nhìn thấy người, những người này theo dõi biện pháp không giống nhau, xem ra đây là hai đám người, thật đúng là phiền toái. Này hai người rốt cuộc lại là ai phái tới? Thì Luy Luy biên lái xe biên buồn rầu nghĩ. Cảng Thành ly thành phố S rất gần, từ Cảng Thành Bưu trở về đồ vật một ngày là có thể đến. Ngày hôm qua chuyển phát nhanh công ty đã đem Cảng Thành gửi tới đồ vật đưa lại đây một lần, chỉ là Thi Luy Luy ngày hôm qua còn ở thành phố X vô pháp thu kiện. Bởi vì nàng đồ vật thật sự quá nhiều, chuyển phát nhanh công ty liền không muốn lại đưa. Muốn nàng đi chuyển phát nhanh công ty lấy kiện, bất đắc dĩ đành phải hôm nay đi cầm. Ở Cảng Thành mua đồ vật nàng đảo không sợ Vương Hương Vân sẽ hoài nghi, rốt cuộc Cảng Thành là cái mua sắm thiên đường, đi Cảng Thành người đại bộ phận đều sẽ quét một đống lớn hóa trở về, hơn nữa nàng trước mắt cũng chỉ thu thập như vậy điểm đồ vật, nếu là mặt thế trước không thể thoát khỏi người khác dám thì nói nàng liền không thể danh tác thu thập vật tư. Cho nên Cảng Thành bưu trở về đồ vật vẫn là rất cần thiết lấy. Chuyển phát nhanh công ty địa chỉ có điểm hẻo lánh, thì Luy Luy tìm hơn nửa giờ rốt cuộc tới rồi chuyển phát nhanh công ty. Xác nhận hàng hóa sau, ở nhân viên công tác hỗ trợ hạ đem hàng hóa đều bỏ vào sau xe dương, thì Luy Luy vội vàng đem sau xe dương đóng lại, tưởng nhanh chóng lên xe rời đi nơi này, nhưng là vẫn là có một chút đã muộn. Nha, mỹ nữ, người đồ vật còn rất nhiều mà. Hai cái một cao một thấp ăn mặc giống cái lưu manh nam nhân khoe khoang đến gần nàng, trong đó một cái dài quá đối thon dài mắt chú lùn đi đến thì Luy Luy phía trước ngăn lại nàng nói. Thì Luy Luy không để ý tới một phen đẩy ra cái này thon dài mắt chú lùn. Tưởng nhanh lên xe rời đi, hai người kia chính là vẫn luôn mở ra kia chiếc cũ nát xe tải theo dõi nàng người. Vừa mới chuyển phát nhanh công ty nhân viên công tác ở dọn hóa lên xe khi này hai cái liền đã đi tới. Chỉ là không có đi gần, nàng đã sớm phát hiện, cho nên nàng mới tưởng vội vã muốn chạy. Nàng không nghĩ cho cái gì phiền toái sự, không nghĩ tới này chuyện phiền toái vẫn là tìm tới nàng. Thon dài mắt chú lùn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn mảnh khảnh mỹ nữ sức lực lớn như vậy, này đầy liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn té lăn trên đất mông trước chấm đất, rồi hắn nhe răng nhếch miệng kêu ti đau thanh. Thì Luy Luy mặc kệ nhảy qua hắn nhanh chóng đi đến điều khiển ngồi cửa xe trước mở cửa xe nhảy tiến xe, đồng thời cùng chú lùn cùng nhau một nam nhân khác cũng mở ra sau ngồi cửa xe lên xe. Thì Luy Luy một bực quay đầu tưởng ném cái nắm tay cấp này nam nhân tưởng đem hắn cấp đánh hạ xe, lại không nghĩ thấy được này nam nhân trong tay đã lấy ra thương chỉ vào nàng đầu nói, quay đầu qua đi, đừng nhúc nhích, nếu là động ta liền nổ súng. Thì Luy Luy trong lòng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới này hai cái ăn mặc giống cái lưu manh, nhìn cũng chính là hai cái sao sao nhân thủ cư nhiên có thương, hiện tại còn là cái pháp trị xã hội, người thường trong tay cùng vốn là rất khó mua được thương, hai người kia rốt cuộc là ai phái tới. Tình huống này nàng thực ảo não tự mình không có thể tìm được hai khẩu súng, đồng thời cũng ảo não tự mình đại ý, vốn tưởng rằng hai người kia không có thương nơi tay nói,
đối phó hai người kia nàng phỏng chừng là có thể đánh thắng được. Đến nỗi một cái khác theo tới người nàng cũng là phỏng chừng hiện tại sẽ không đem nàng thế nào. Cho nên mới không quản hai người kia trực tiếp tới chuyển phát nhanh công ty. Nhưng là hiện tại tình huống này đành phải bất đắc dĩ trước hết nghe này nam nhân nói, đem đầu chuyển qua đi đưa lưng về phía nam nhân. Nàng cân nhắc quá, tuy rằng tự mình hiện tại đã là cái người tu chân, nhưng là cũng chỉ là luyện khí một tầng, cũng không có kim cương bất hoại chi thân. Nếu là này nam nhân thật sự nổ súng nàng không dám bảo đảm có thể hay không tránh thoát viên đạn, nếu không tránh thoát chúng thương liền tính bất tử khả năng cũng sẽ bị thương nặng, nếu là đến lúc đó trọng thương vậy càng phiền toái. Cho nên mới trước hết nghe nam nhân nói xoay người sang chỗ khác lại nghĩ cách. Lúc này chú lùn cũng phản ánh lại đây nhanh chóng bỏ dậy đến trong xe phẫn nộ cho Thi Luy Luy hai cái tát trong miệng còn hung tợn nói, mẹ nó kêu ngươi đẩy ta, còn dám không dám đẩy a. Biên nói biên đánh, trên mặt hắn hiện ra âm ngoan giữ tợn tươi cười. Thi Luy Luy cũng không đánh trả, trên mặt sao cay đau, trong lòng tuy giận nhưng là trên đầu thương chỉ vào nàng, đành phải chịu đựng bình tĩnh nghĩ cách muốn như thế nào thoát thân. Cảm ứng một cái khác theo dõi nàng người còn ở, nàng là đoán đúng rồi, hai người kia khẳng định cùng người kia không phải một đám, lấy nàng suy đoán người kia hẳn là Vương Hương Vân phái tới, mà hai người kia là ai phái tới nàng cũng có phỏng đoán, chỉ là không biết đúng hay không mà thôi. Chú lùn đừng náo loạn, nơi này là vẫn là nội thành, chạy nhanh đem nàng cấp trói lại, một hồi ngươi tưởng đem nàng thế nào còn không phải ngươi nói tính. Cao điểm nam nhân dùng dâm uế ánh mắt nhìn Thi Luy Luy thân thể nói. Hắn không nghĩ tới một phen mô phỏng giả thương thật đúng là có thể dọa sợ người, bất quá liền tính dọa không được hắn còn có hậu tay đâu. Thì Luy Luy nghe xong liền tưởng đề phòng chú lùn, nếu là cấp trói lại lên muốn thoát thân liền rất khó khăn, nàng chính tập trung tinh thần đề phòng chú lùn lại cảm giác được cổ đau xót, giống cấp kim đâm một chút, sau đó liền cảm giác được đôi mắt vây đến không mở ra được, dùng cuối cùng sức lực quay đầu, cao điểm nam nhân cầm ống tiêm nói, chú lùn, xem ra ngươi cái này dược cũng không tệ lắm mà. Lúc sau Thi Luy Luy liền bất tỉnh nhân sự. Đó là, cái này chính là từ vườn bách thú trộm ra tới gây tê dược, nghe nói đây là chuyên môn đối phó những cái đó uy mãnh động vật. Chú lùn nhìn đến Thi Luy Luy té xỉu đá hai chân mới đắc ý nói. Thi Luy Luy té xỉu trước có trong nháy mắt tưởng tiến vào không gian, nhưng là nghĩ vậy hai người có thể là người kia phái tới hẳn là không có muốn sát nàng ý tứ, liền từ bỏ tiến vào không gian ý tưởng, nàng là ở đánh cuộc này hai người sẽ không giết nàng. Chỉ cần bất tử chịu như thế nào bôi nhọ nàng đều có thể nhẫn, hơn nữa không đến vạn bất đắc dĩ nàng không nghĩ ở còn có người giám thị dưới tình huống bạo lộ không gian. Vân Tam nhìn một cao một thấp hai người cột lấy Thi Luy Luy, mở ra nàng xe rời đi sau, liền lập tức gọi điện thoại cấp Vương Hương Vân báo cáo nơi này phát sinh hết thảy. Vương Hương Vân tiếp điện thoại, nghe xong cảm thấy đây là một cái sát Thi Luy Luy cơ hội, phía trước nàng vẫn luôn là tưởng chờ đến mặt thế sau lại giết Thi Luy Luy. Cái thứ nhất nguyên nhân là cảm thấy hiện tại vẫn là cái pháp trị xã hội, nàng không nghĩ chọc phiền toái cùng dẫn người khác chú ý. Cái thứ hai nguyên nhân, mà thế sau sát Thi Luy Luy nói liền tính người khác tra khởi nàng nguyên nhân chết, đều sẽ cảm thấy là tang thi ăn hoặc là thiên diệt tạo thành. Nhưng là hiện tại nàng hiểu biết tới rồi gia tộc cường đại sau liền tưởng lập tức giết Thi Luy Luy, phía trước nàng còn có điểm băn khoăn đến nam chủ sẽ tra thi chính thiên tư liệu, cứ như vậy cũng sẽ cùng tra Thi Luy Luy tư liệu, nếu là cấp nam chủ phát hiện là nàng người giết Thi Luy Luy nói. Về sau liền không hảo giải thích. Hiện tại vừa lúc có cơ hội này có thể giá họa cho người khác, về sau liền tính nam chủ muốn tra khởi cũng sẽ không tra được trên người nàng tới. Nghĩ liền phân phó Vân Tam vẫn luôn đi theo, tìm cơ hội giết Thi Luy Luy sau đó liền giá họa đến kia hai người trên người. Phân phó xong Vương Hương Vân hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm nói, không tưởng chúng ta thiện lương nữ chủ cũng sẽ có địch nhân thời điểm. Vương Hương Vân nỗ lực hồi tưởng một chút kia bồn mặt thế ôm chân to tiểu thuyết. Tuy rằng hiện tại chi tiết phương diện đã nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là nhớ rõ thư chung ở mặt thế trước Thi Luy Luy được đến không gian sau liền trực giác có đại sự phát sinh, liền từ công tác bắt đầu thu thập vật tư, thẳng đến mặt thế sau tới rồi thành phố cùng mới gặp được nam chủ. Nghĩ vậy chút Vương Hương Vân trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, hừ, không có không gian ta xem ngươi như thế nào làm nữ chủ, như thế nào thu thập vật tư. Hy vọng Vân Tam lần này có thể giết Thi Luy Luy, như vậy hậu hoạn nàng không nghĩ lưu. Hơn nữa nàng nhớ rõ nam chính trong sách lại là bởi vì cấp ca ca Vương Thành Tân ám hại mà bị thương ở gờ thị dưỡng thương, thẳng đến mặt thế tới hậu thân thượng thương mới hảo. Không biết hiện tại nam chủ ở nơi nào, nhiều như vậy thiên nàng làm ám vệ Vân Nhị vẫn luôn hỏi thăm nam chủ tin tức, nhưng là lại là không có nghe được, tuy rằng có điểm ảo não, nhưng nàng cũng biết này không thể trách Vân Nhị, cho dù là ba ba cùng ca ca, nếu là muốn biết nam chủ hành tung, kia cũng là muốn phái ra tinh anh nhân thủ mới có thể tra được. Vương Hương Vân vốn dĩ muốn đi gờ thị chờ nam chủ,
nhưng là hiện tại nàng nói cho ba ba cùng ca ca nam chủ lịch hại bọn họ hẳn là sẽ không lại hại nam chủ. Nếu là nam chủ không có bị thương nói cũng liền sẽ không ở G thị dưỡng thương, cuối cùng nàng quyết định mặt thế tới tiến đến thành phố cùng chờ nam chủ. Hiện tại ba ba cùng ca ca từ nhìn đến E quốc có thiên thạch rơi xuống khi liền toàn tin tự mình, hơn nữa đã ở Tây Bộ thành lập căn cứ cùng thu thập vật tư, mà thế trước chuẩn bị sự nàng cũng không cần lo lắng, chỉ cần chờ đến gặp được nam chủ nàng tự tin lấy hiện tại tự mình nhất định có thể hấp dẫn nam chủ. Nghĩ Vương Hương Vân liền vui vẻ tiếp tục luyện cổ võ. Buổi tối 7 giờ nhiều, thành phố S cùng Huệ thành chỗ giao giới, nơi này nơi nơi đều là núi rừng, dân cư thưa thớt, một chiếc xe thương vụ. Mở ra đại đèn sóc này chạy ở lên núi đường nhỏ thượng, không bao lâu này chiếc xe liền đến sườn núi chỗ, ở một gian cũ nát nhà trệt trước dừng lại, trên xe xuống dưới hai cái nam nhân nâng một cái bị bó người, hai người nam nhân đem bó người nâng tiến nhà trệt ném đến một chương cũ nát trên giường. Hai người nghỉ ngơi một hồi chú lùn mới dâm uế nhìn trên giường người xoa tay hầm hè nói, cao lão là ngươi trước thượng vẫn là ta trước thượng. Cao lão nhìn thoáng qua trên giường nữ nhân lại nhìn chú lùn hưng phấn nói, nếu không chúng ta cùng nhau thượng. Tới cái tam pê. Chú lùn cao hứng gật gật đầu, tam pê gì đó hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thử qua, nếu không phải nữ nhân này đắc tội lão đại tân sùng, bọn họ nhưng không có cơ hội này, hiện tại có cơ hội thử một lần sao có thể không thử. Hai người cùng nhau bò lên trên giường, đem nữ nhân trên người bó mãnh cởi bỏ chỉ để lại tay nơi đó cột lấy. Cao lão dùng sức xé mở trên giường người áo khoác lại xé bên trong áo thun, mới vừa xé mở áo thun cổ áo một nửa. Cửa sổ ngoại hiện lên một đạo ánh sáng như là đèn xe ánh sáng, hắn ngừng tay tới, thấy chú lùn chuẩn ở cởi quần liền nói, từ từ. Thì lùi lùi tự cấp này hai người ném hướng giường thời điểm liền tỉnh lại, bất quá vừa mới tỉnh lại, toàn thân mềm miên miên không có một chút sức lực. Hơn nữa thân thể vẫn luôn cấp cột lấy ma lịch hại, cho nên mới làm bộ không tỉnh bộ dáng, vẫn luôn ở vận công pháp cùng linh khí tới khôi phục sức lực, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng này hai người là chịu người khác sai xử. Cho nên sẽ đem nàng trói đến kia sai xử nhân thân biên. Thì Lùi Lùi cũng muốn nhìn một chút tưởng trói nàng người có phải hay không nàng phỏng đoán người kia, không nghĩ tới này hai người lại là chỉ nghĩ cường ích nàng, cũng không có mang nàng đến sai xử người bên người. Vừa mới này hai người nói Thì Lùi Lùi cũng nghe tới rồi, trong lòng ghê tởm muốn mệnh, nhưng vẫn là liều mạng vận linh khí tới khôi phục, đương nàng bị cái kia cao lão liền phải xé mở nàng quần áo khi, đang muốn phản kháng, liền nghe được cái kia kêu cao lão kêu, từ từ. Lúc này Thi Lui Lui cũng nhẹ nhàng thở ra, tay còn cấp cột lấy miệng thượng cũng cấp dán băng dính, thân thể sức lực còn không có khôi phục hảo, nghe được cái kia cao lão kêu từ từ nàng liền bất động khí sắc lại vận khởi công pháp tiếp tục khôi phục, hy vọng tranh thủ nhiều điểm thời gian tới khôi phục thể lực cùng linh khí. Cao lão nhìn đến đèn xe ánh sáng liền nhảy xuống giường tới rồi phía trước cửa sổ xem, không vì cái gì khác liền vì nơi này là hắn trước kia phạm án khi, vô tình phát hiện nơi này, ẩn thân vào lúc này biết nơi này rất ít có người tới. Hơn nữa chung quanh đều là núi rừng, xe cùng người đều rất ít chung quanh đều là đen như mực, cho nên nhìn đến đèn xe hắn hoài nghi trói nữ nhân này khi có phải hay không cho người ta thấy được có người báo nguy. Nhà trệt đúng là ở sườn núi chỗ, này cửa sổ vừa vặn nhìn đến dưới chân núi xe, đương cao lão thấy rõ là chiếc quân xe khi kinh hoàng nói, chú lùn mau mặc tốt quần chúng ta trốn. Chú lùn cũng thấy được dưới chân núi kia chiếc quân xe không cần cao lão kêu cũng đã vội vàng mặc tốt quần, nữ nhân này làm sao bây giờ, muốn giết sao? Cao lão nhìn đến quân xe khi, trong lòng thực khủng hoảng nhưng thực mau liền bình tĩnh lại, chạy trốn không có khả năng mang theo nữ nhân này, nhưng là hắn cũng không nghĩ cho người ta tìm được chứng cứ, nếu là lúc sau cho người ta bắt lấy, chỉ cần không có nhìn đến nữ nhân này liền không có chứng cứ, cho nên hắn thực mau liền nghĩ tới này nhà trệt bên ngoài có một chỗ hầm, hắn nói. Không được, giết người chính là giết người phạm vào là tử tội, cường ích chỉ cần không có chứng cứ sẽ không phải chết cảnh sát liền tính bắt được chúng ta cũng không làm gì được chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn không có thượng quá nàng đâu, đem nàng thu được hầm đừng làm cho người tìm được là được. Hầm không ở trong phòng mà là ở ngoài phòng mặt phòng bếp bên cạnh, vừa lúc có cái hòn đá đương trụ, người bình thường sẽ không lưu ý đến nơi đây có cái hầm. Hai người nâng Thi Lui Lui đến bên ngoài, dọn khai hòn đá đem Thi Lui Lui ném xuống hầm, lại phóng hảo hòn đá làm tốt che giấu, liền nhanh chóng trốn. Bọn họ liền Thi Lui Lui xe cũng không có khai, mà là dùng chân chạy. Ở trên đường núi lái xe cũng không có dùng chân chạy trốn mau, hơn nữa cao lão đối nơi này địa hình tương đối quen thuộc, cho nên liền mang theo chú lùn hướng bắc biên đi đường nhỏ nhanh chóng trốn. Thì Lùi Lùi tự cấp ném xuống hầm khi, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không có người ở nàng liền có thể tiến không gian làm con rối tới mở trói như vậy liền có thể thoát thân. Chỉ là này một hơi còn không có toàn tùng xuống dưới, mới vừa rơi trên mặt đất còn không có làm nàng phản ánh trên người đau, trong lòng lại là căng thẳng.
toàn thân lại ở vào khẩn băng trang thái hạ, chỉ vì nghe được một tiếng, đừng lên tiếng. Đây là cái giọng nam, lạnh băng ngữ khí suy yếu mang điểm xá ách thanh âm rất êm tai. Thì Lùi Lùi cũng không cao hứng nghe thế dễ nghe thanh âm, đây là nhảy ra ổ sói lại vào hang hổ cảm giác, nơi nào tới cao hứng, hơn nữa lại là cấp một khẩu súng chống đầu. Thương thương thương, lại là thương, về sau có cơ hội, nàng nhất định phải thu thập rất nhiều thương, a mẹ nó, vì cái này hầm có người. Nàng ở trong lòng hò hét, hầm không lớn, vừa vặn chỉ có thể bao dung hai người ngồi xuống, cao lớn khái có 2-3 mễ tả hữu, bên trong đen như mực, thân tay không thấy 5 ngón tay. Thì Lùi Lùi là người tu chân, nhưng là còn chưa tới có thể đêm coi tu vi, thấy không rõ trước mặt này nam nhân khuôn mặt, nhưng là có thể nhìn đến bóng người. Ngồi ở trước mặt này nam nhân tay phải cầm thương chỉ vào tự mình đầu, tay trái đặt ở gập lên đùi phải thượng, mà đùi phải là thân thẳng, hỗn thân phát ra lạnh băng khí thế, trong bóng đêm, nàng đều có thể cảm giác được này nam nhân lịch hại chỗ. Âm thầm tiếp tục vận công pháp, tưởng khôi phục thể lực, thì Lùi Lùi không dám ra tiếng, u tĩnh mà tiểu nhân hầm. Nàng ngửi được huyết tinh vị, xem ra này nam nhân bị thương. Nàng trong óc đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào rời đi khi, nam nhân dễ nghe thanh âm lại vang lên, mang ta đến an toàn địa phương. An toàn địa phương, nơi này đối này nam nhân tới nói, không phải an toàn địa phương sao? Này chỉ đối nàng tới nói, mới không phải an toàn địa phương đi. Đang muốn ra tiếng, lại phát hiện tự mình miệng thượng dán băng dính nói không ra lời, nàng mới vừa dùng yết hầu phát ra, mô, một tiếng. Liền nghe được trên đỉnh đầu có tiếng bước chân, trong đó còn mang theo tiếng người, trong lòng cả kinh, theo bản năng vội im tiếng. Nhà trệt tiến đến 5 người, đều là ăn mặc một thân màu đen đồ thể dục, trong đó 2 cái tay cầm thương vào nhà trệt, một cái đến trong phòng bếp, thực mau bọn họ ra tới hướng về đứng ở bên ngoài 2 người báo cáo, trong đó một người nói, Bình ca, bên trong không ai, hẳn là chạy. Vương Bình sắc mặt âm trầm, nhưng cũng đoán được nơi này hẳn là không có người. Vừa mới ở dưới chân núi đèn xe chiếu đến này phòng ở thời điểm, hắn liền biết kinh động nơi này người, cho nên bọn họ mới bỏ quên xe nhanh chóng chạy đi lên. Hắn nhanh chóng nhìn một chút chung quanh cũng không có phát hiện có thể ẩn thân địa phương liền nói, chúng ta truy, các ngươi biết, lần này cần là giết không được người kia chúng ta đều sẽ không có hảo quả tử ăn. Nghĩ tới nhiệm vụ hoàn thành không được gia chủ sẽ không cho này một năm giải dược, đến lúc đó trên người độc phát tác kia chính là đau đớn muốn chết, 4 người nghe xong sắc mặt lập tức trắng đi. Vương Bình không để ý tới 4 người này, hắn nhìn một chút chung quanh liền đi đầu hướng về phía bắc đi vào núi rừng. Nghe tiếng bước chân rời đi, Thi Lui Lui nhẹ nhàng thở ra, hiện tại là đã biết cái này hầm vì cái gì sẽ có người, mới vừa đi những người đó hẳn là muốn đuổi giết người này, cũng không biết những người đó có phải hay không sát thủ, hiện tại tự mình cấp người nam nhân này bắt cóc, nếu là cấp những người đó thấy được này sẽ làm sát thủ cho rằng nàng cùng này nam nhân là một đám liền không xong. Nếu là không có này một khẩu súng chống tự mình đầu nàng hiện tại liền tưởng đem người này cấp gõ hôn hiểu rõ sau tự mình chạy. Đi, nam nhân thanh âm lại vang lên, mệnh lệnh chung mang theo băng hàn ngữ khí. Thì Lùi Lùi biết bọn họ đều là người bị hại, hai người lại không có thâm cừu đại hận, cho nên biết này nam nhân hẳn là sẽ không giết tự mình, khả năng cũng bởi vì biết này nam nhân bị thương, phải rời khỏi nơi này muốn ỉ lại tự mình, cũng không phải như vậy sợ hắn. Nàng nói không được lời nói chỉ có thể xoay người nâng lên cấp cột vào phía sau đôi tay ý bảo làm nam nhân cấp cởi bỏ. Nam nhân giải cái dây thường giống phải dùng rất lớn sức lực giống nhau, liền hơi thở đều trọng lên. Thì Lùi Lùi suy đoán hẳn là nam nhân miệng vết thương vỡ ra mới như vậy. Nhưng nàng cũng không để ý tới, nhẹ buông tay khai dùng sức lắc lắc, trói đến lâu rồi tay ma lịch hải, tự mình đem miệng thượng băng dính cấp xé mở đang muốn hỏi cái này nam nhân muốn đi đâu khi, lại nghe được trên đỉnh đầu tiếng bước chân. Tuy rằng lần này chỉ có một người, hơn nữa người này tiếng bước chân nhẹ rất nhiều, nhưng là nàng ngũ cảm nhạy bén dễ dàng liền có thể phát hiện, vội dừng lại động tác tinh tế nghe mặt trên thanh âm. Nhà trệt ngoại Vân Tam nhanh chóng vào nhà trệt, thấy bên trong người nào cũng không có chỉ có một kiện Thi Lui Lui xuyên màu đen áo khoác, hắn trong lòng ảo não. Phía trước hắn phát hiện kia 2 cái cột lấy Thi Lui Lui sao sao rời đi quốc lộ tiến vào đường núi sau hắn cũng không dám lái xe theo dõi, một đường đều là dùng chạy đi theo. Này cũng làm hắn cách này 2 cái sao sao có điểm xa, nhưng cũng bởi vì như vậy làm hắn nhìn đến vừa mới kia 5 người, biết những người đó có thể là sát thủ hắn cũng không dám đi được thân cận quá sợ bị phát hiện đành phải rất xa đi theo. Hắn không thấy rõ những người đó cũng không biết những người đó là muốn tìm Thi Lui Lui vẫn là muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại Thi Lui Lui không thấy hắn khả năng sẽ cho Vân Tiểu Thư trọng phạt, nghĩ hắn nhanh chóng đi ra ngoài phòng nhìn một chút phương hướng liền chạy vào phía bắc trong rừng cây. Này Thi Lui Lui thật đúng là phiền toái. Hại hắn đuổi theo lâu như vậy, từ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh hắn liền đi thành phố Y, nào biết,
đến thành phố Y sau mới sao biết nữ nhân này đi Cảng Thành, còn hảo hắn biết nữ nhân này ra địa chỉ, cho nên hắn mới tại đây nữ nhân không về nhà tiền để trước trang hảo theo dõi, nếu không này liền cùng đều có khả năng cùng ném, Vân Tam vừa nghĩ vào để đi theo phía trước bóng người. Lần này nghe tiếng bước chân rời đi không đợi Thi Luy Luy ra tiếng, nam nhân liền dùng lạnh băng ngữ khi nói, người trước đi lên, đừng nghĩ chạy. Này nam nhân như thế nào biết nàng muốn chạy, Thi Luy Luy không đáp lại, chuẩn bị đi lên, này hầm có 2-3 mét cao, bất quá còn hảo không phải thực khoan, hai tay hai chân chống ở hai bên liền có thể đi lên, hiện tại nàng sức lực khôi phục điểm, đẩy ra trên đỉnh đầu hòn đá không phải rất khó. Không một hồi Thi Thi Luy Luy thượng đến mặt đất, nàng quay đầu lại nhìn hầm nghĩ muốn hay không mặc kệ kia nam nhân, khi chỉ thấy một cái bóng dáng từ hầm bên trong nhảy đi lên đến nàng trước mặt dùng thương chỉ vào nàng. Thi Luy Luy trong lòng cả kinh, đây là cổ võ khinh công, nhất định là, nếu không nơi nào sẽ nhảy đến như vậy cao, chẳng lẽ này nam nhân cũng là cổ võ thế gia người. Không đợi Thi Luy Luy phản ánh lại đây, nam nhân lại là nhảy dựng, lần này nhảy tới nàng bối thượng, đây là muốn nàng bối hắn. Đi. Hướng bên này, nam nhân ngữ khi bá đạo thả lãnh còn thiếu, một bàn tay vác Thi Luy Luy cổ, trên tay còn cầm thương chỉ vào nàng ngực, đầu ở Thi Luy Luy vai trái dùng đầu ý bảo phương hướng. Thi Luy Luy vừa mới cấp này nam nhân nhảy lên lỗi thời một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền té ngã, còn hảo nàng sức lực khôi phục điểm cùng vẫn luôn tu luyện thân thể phản ánh nhanh lên tiếp được hắn hai chân mới sẽ không té ngã. Nghe được nam nhân nói nhìn một chút phương hướng. Này nam nhân ý bảo phương hướng đúng là cùng vừa rồi những người đó rời đi chân bước thanh trái ngược hướng. Thì Luy Luy cũng không có do dự cõng lên nam nhân hướng về hắn chỉ phương hướng chạy vào núi trong rừng. Hiện tại nàng cùng này nam nhân ở bên nhau, nếu là cấp những cái đó sát thủ thấy được khẳng định sẽ cho rằng nàng cùng này nam nhân là đồng lõa. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, vì tự mình mạng nhỏ cho nên mới như vậy tích cực cõng nam nhân liều mạng chạy. Thì Luy Luy không biết, nàng mới vừa đi không lâu. Kia năm tên sát thủ lại đường cũ trở về đến nhà triệt trước. Đường Vương Bình bọn họ thấy được kia hòn đá phía dưới có cái hầm khi, tức giận đến tóc đều bốc khói. Vương Bình lúc ấy đuổi theo kia hai người đến một nửa liền cảm thấy nhà triệt bên ngoài không thích hợp, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, sau lại nghĩ tới Dương Đông Kích Tây cái này từ sau ngay lập tức chạy trở về, không nghĩ tới thật đúng là chúng người khác Dương Đông Kích Tây kế. Hiện tại không phải làm hắn ảo não thời điểm, hắn nhanh chóng lại nhìn một chút núi rừng bốn phía. Bất quá lần này đã nhìn không ra tới người nọ là từ đâu cái phương hướng trốn, hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, đành phải tùy tiện tìm cái phương hướng liền mang theo bốn người tiếp tục truy. Ban đêm núi rừng im ắng đen như mực, nếu không phải Thi Luy Luy có luyện khí một tầng tu vi thật đúng là thấy không rõ nơi này lộ, liền tính là như vậy, nàng cõng nam nhân cũng rất nhiều lần thiếu chút nữa cấp dây mây vướng đến té ngã. Một giờ sau, Thi Luy Luy cảm thấy những cái đó sát thủ hẳn là không có đuổi theo liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại hai chân như là rót chỉ giống nhau rất nặng, bên tai chỉ nghe được tự mình thở dốc thanh âm, này vẫn là dùng xong rồi đan điền linh khí mới có thể duy trì lâu như vậy, nếu không sớm bái hạ. Nam nhân thân cao ít nhất trở lên, thể trọng ít nhất có 170 cân, dọc theo đường đi hắn vẫn luôn cũng không nói gì, chính là nhắc nhở một chút phương hướng liền thoải mái ở nàng bối thượng, thì Luy Luy ở trong lòng thầm mắng này nam nhân, nếu không phải gặp được hắn, tự mình hiện tại khẳng định ở trong không gian thoải mái phao suối nước nóng. Nào dùng đến làm người này công thể lực sống. Trong lòng tuy mắng, nhưng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, ngắm mắt chỉ trong lòng thương, mạnh mẽ hút hai khẩu khí tiếp tục gian nan dẫn theo chân chạy, mới vừa đi ra không xa, không biết vướng tới rồi cái gì, về phía trước lảo đảo một cái, còn không có làm nàng phản ánh lại đây, dưới chân không còn rớt vào một cái sơn hố, còn hảo này hố không cao, nhưng vẫn là cấp rơi quanh thân đau, này có rơi xuống khi quăng ngã đau cũng có cấp nam nhân rơi xuống khi áp đến đau. Thì Luy Luy gian nan bò dậy ngồi thở dốc, đang muốn ra tiếng nói tự mình chạy bất động, nam nhân suy yếu lại lạnh băng thanh âm hướng khởi, giúp ta đem viên đạn lấy ra. Nhìn mắt trước mặt đã ngồi bóng người, thì Luy Luy hết chỗ nói rồi, nàng biết này nam nhân bị súng thương, lại còn có ở trên đùi, nếu không nơi nào dùng đến nàng bối hắn, nhưng là ở chỗ này muốn như thế nào lấy viên đạn. Cái này hố chung quanh đen ngòm, liền ánh trăng đều chiếu không tiến vào, sự vật đều thấy không rõ, càng đừng nói lấy viên đạn. Hơn nữa lấy viên đạn này sống nàng nhưng không có trải qua a. Nam nhân như là biết Thi Luy Luy ý tưởng, hắn ở trên cổ tay cởi một cái đồ vật xuống dưới, sau đó lại không biết ở trên người nơi nào lấy ra một cái đồ vật ném cho Thi Luy Luy. Nàng tiếp nhận tươi sờ soạng một chút lại xem hình dạng sau đã biết là đem nhiều công năng thụy sĩ quân đao. Dùng cái này bên trong đao đem viên đạn lấy ra, nam nhân nói dùng cởi ra đồ vật ấn một chút, trên tay hắn đồ vật liền phát ra ánh sáng, nhưng là thực mỏng manh.
hắn gần chiếu miệng vết thương, mới thấy rõ miệng vết thương. Đường Thi Luy Luy thấy rõ nam nhân trên tay đồ vật khi càng hết chỗ nói rồi, đó là cái đồng hồ, mà đồng hồ sàn xe phòng chừng không biết dùng cái gì làm mới phát ra ánh sáng, hắn không phải là tưởng liền dùng điểm này oánh quang khiến cho nàng tới lấy viên đạn đi. Này cùng vốn là thấy không rõ a. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn nam nhân bóng dáng muốn biết nam nhân ý tưởng có phải hay không nghiêm túc. Vài giây sau nam nhân dùng suy yếu mà lạnh băng không kiên nhẫn ngữ khi nói, nhanh lên. Thì Luy Luy nhìn nam nhân cũng không có dùng thương chỉ vào nàng, thấy không rõ nam nhân khuôn mặt cùng biểu tình, tuy rằng phía trước nam nhân vẫn luôn dùng thương chỉ vào nàng, nhưng nàng cũng biết này nam nhân cũng không có muốn sát nàng ý tứ, đại khái chỉ là tưởng uy hiếp nàng làm nàng dẫn hắn rời đi mà thôi, nhưng vẫn luôn cấp thương chỉ vào trong lòng cái kia bực bội, hiện tại nhìn thương không có chỉ vào tự mình, có trong nháy mắt nàng tưởng cùng nam nhân trực tiếp liều mạng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền từ bỏ, này nam nhân có thể là cổ võ gia tộc người. Đừng nói nàng không biết có thể hay không đua đến quá, nếu là đua bất quá vậy sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hai người đều sẽ không hảo quá, nếu là lại cấp những cái đó sát thủ gặp được liền càng nguy hiểm. Nghĩ thì Luy Luy không hề do dự, đem Thụy Sĩ quân đao sở hữu có thể sử dụng thượng đều mở ra, lại nhìn về phía đồng hồ thượng oánh quang chiếu miệng vết thương, này hẳn là không phải chân đi. Hắn không phải chân trúng đạn sao, chẳng lẽ trúng hai thương. Lúc này thì Luy Luy mới thấy rõ. Nam nhân dùng đồng hồ chiếu địa phương không phải ở trên đùi, mà là vai trái thượng. Này không trách nàng thấy không rõ, thật sự là này trong động quá tối, hơn nữa nam nhân tay đáp ở trên đùi, lúc này mới làm nàng nghĩ lầm là chân. Khó trách này nam nhân dọc theo đường đi đều chỉ dùng một bàn tay tới ôm lấy nàng cổ, hơn nữa đồng thời còn phải dùng cùng chỉ tay cầm thương chỉ vào chính mình. Nam nhân thấy nữ nhân ánh mắt ở tự mình trên đùi liền biết Thi Luy Luy ý tưởng nói, trên đùi viên đạn ta đã lấy ra tới, ngươi động thủ đi. Hắn nói chuyện thanh âm đã phi thường suy yếu, thì Luy Luy cũng không hề nghĩ nhiều, tiến lên ở hắn miệng vết thương, dùng Thụy Sĩ quân đao thượng tiểu kéo đem hắn quần áo cắt khai, mỏng manh oánh quang chiếu vào miệng vết thương da thịt hướng ra phía ngoài xốc lên thực ghê tởm, thấy được máu chảy đầm điểm miệng vết thương nàng tay có điểm phát run, tay ở miệng vết thương chung quanh khoa tay múa chân vài cái cũng không biết như thế nào xuống tay hảo. Nam nhân nhìn đến thì Luy Luy như vậy thực bất đắc dĩ, nếu miệng vết thương không phải bên trái xương quai xanh chỗ. Tự mình nhìn không tới, hoặc là thể lực còn có thể kiên trì lâu điểm, có thể chờ đến người của hắn tới cứu, hắn đều không nghĩ làm nữ nhân này lấy viên đạn. Nhưng là lại không đem viên đạn lấy ra tới hắn vô pháp dùng cổ võ tới phong bế huyệt đạo cầm máu, còn như vậy đi xuống thực mau liền sẽ mất máu quá nhiều mà tử vong, hắn đã cảm giác được tự mình thân thể nhân mất máu quá nhiều mà càng ngày càng hư nhược rồi. Người cho ta trên vai thịt là thịt heo là được, nam nhân vô lực nói. Ngạch thì Luy Luy không thể tưởng được này lạnh băng nam nhân sẽ nói nhượng lại nàng thiếu chút nữa cười ra tới nói tới. Nhịn cười ý thì Luy Luy cũng liền ở trong lòng mặc niệm mấy lần đây là thịt heo sau liền bắt đầu động thủ. Thử đào một chút miệng vết thương viên đạn, thấy nam nhân không có kêu lên đau đớn, trong lòng bội phục nam nhân, ở không có gây tê dược dưới tình huống không ra một tiếng, đồng thời nàng cũng phóng đại gan bắt đầu dùng đào, chọn, kiềm, cuối cùng thật sự không được, lại dùng đao đem miệng vết thương cắt ra lại đào, chọn kiềm. Nam nhân cường cắn răng chịu đựng đau, trên người mồ hôi lạnh đột nhiên tiêu, nghiến răng nghiến lợi tưởng, nữ nhân này nhất định là ở trả thù hắn bắt cóc nàng, nếu không tại sao lại như vậy làm. Trên người đau cùng đổ máu quá nhiều làm hắn đôi mắt bắt đầu mơ hồ lên, nhưng hắn vẫn là không ra tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân tóc lung tung rối loạn đem mặt cơ hồ đều đương ở, hơn nữa như vậy hố như vậy hắc, hơn nữa hắn đôi mắt đã mơ hồ thấy không rõ nữ nhân dung mạo. Nhưng nữ nhân bờ vai trái quần áo cho người ta xé mở, vừa lúc lộ ra bên trái vai ngọc, trên vai mặt có cái đậu xanh đại hồng chỉ, đây là phía trước hắn ở nữ nhân bối thượng, cảm khái ở nàng trên vai khi phát hiện, tuy rằng hiện tại hắn cũng thấy không rõ, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân trên vai kia viên hồng chỉ địa phương. Nam nhân cảm giác được tự mình sắp ngất xỉu đi, tự mình một ngất xỉu đi, nữ nhân này khẳng định sẽ mặc kệ hắn liền chạy, thấy không rõ nữ nhân bộ dạng, lại là nhớ kỹ nữ nhân này trên người đặc điểm. Còn hảo phía trước hắn kỳ quái nữ nhân trên vai đột điểm, tò mò dưới liền dùng đồng hồ thượng oánh quang chiếu một chút, lúc này mới phát hiện nữ nhân trên người đặc thù. Chỉ cần tự mình hiện tại bất tử, về sau nếu là lại có cơ hội gặp được, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân này. Đang lúc nam nhân suy yếu nghĩ muốn như thế nào giáo huấn nữ nhân khi, hắn chỉ cảm thấy trên vai kịch liệt đau xót, nghe được nữ nhân có điểm cao hứng thanh âm, lấy ra. Hắn trong lòng buông lỏng. Đầu một trọng liền hôn mê bất tỉnh. Thì Luy Luy nhìn trong tay Thụy Sĩ quân đao thượng viên đạn, lại nhìn nam nhân đầu một oai,
trên tay hắn đồng hồ rơi xuống đất giống ngất xỉu đi bộ dáng, nàng trong lòng vui vẻ. Thử một chút nam nhân hô hấp, còn có khí, không chết, lại diêu hai hạ nam nhân, thấy nam nhân xác thật ngất đi rồi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này có thể đi rồi đi. Tuy rằng Thi Luy Luy vội vã muốn chạy, nhưng vẫn là thực hảo tâm từ trong không gian lấy ra phía trước cấp Thi Chính Thiên dùng hồi xuân đan phấn, thực bùn xỉn dùng móng tay lấy ra một đinh điểm chiếu vào nam nhân trên vai, giúp đỡ nam nhân miệng vết thương cầm máu. Này nam nhân tuy rằng bắt cóc nàng, nhưng cũng là bởi vì có hắn đưa tới sát thủ, nàng mới có cơ hội bị bọn bắt cóc ném xuống, cũng coi như được với giúp nàng một cái đại ân, đã có năng lực cứu trở về hắn tánh mạng, như thế nào cũng không thể thấy chết mà không cứu không phải. Nghĩ nghĩ, thì Luy Luy lại lấy ra một đinh điểm hồi xuân đan phấn, chiếu vào hắn trên đùi miệng vết thương, nhìn thấy hai nơi miệng vết thương đều chỉ là nhanh chóng cầm máu, cũng không có lập tức liền lấy mắt thường tốc độ khôi phục, nàng cũng an tâm, tuy rằng nàng nghĩ cứu người cứu rốt cuộc. Nhưng nam nhân lai lịch nàng cũng không rõ ràng lắm, cho nên không nghĩ nhân hồi xuân đan dược hiệu đưa tới phiền toái, có thể làm được như vậy nàng đều cảm thấy tự mình là hảo tâm quá mức. Thì Luy Luy bò lên trên sơn hố lúc gần đi, còn ở sơn hố khẩu chỗ làm điểm che giấu, như vậy làm cho những cái đó sát thủ không dễ dàng như vậy phát hiện hầm ngầm nam nhân. Nhìn một chút bốn phía, chung quanh đều đen như mực thấy không rõ phương hướng, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến những cái đó cây cối vị trí, nàng tùy tiện tìm một phương hướng chạy ra một khoảng cách. Xem cha quanh thân không có bất luận cái gì có thể phát hiện nàng bí mật nhân vật sau liền một cái lắc mình vào không gian. Thì Luy Luy đi rồi cũng không có nhìn đến nam nhân trên người miệng vết thương thong thả bắt đầu rồi khép lại. Đương nhiên nhân nàng thuốc bột phóng thiếu, cũng không có lấy mắt thường tốc độ tới khép lại. Trong không gian lượng như ban ngày, lập tức thay đổi làm Thi Luy Luy đôi mắt có điểm không thói quen. Nhắm mắt thói quen độ sáng sau nhìn đến nguyên bản trụi lủi những cái đó ruộng màu mỡ hiện tại lục ý giạt rào. Đồng ruộng trồng đầy đủ loại sơ rau dưa. Nguyên bản trụi lủi triền núi cũng có cây giống rút ra, rất xa còn có thể nhìn đến con rối bận rộn thân ảnh, nguyên bản buồn bực tâm tình lập tức hảo rất nhiều. Xem một hồi không gian sau khi biến hóa Thi Luy Luy liền đến nhà gỗ trong phòng tắm, nàng một thân hãn, dính dính đã sớm tưởng tắm một cái, đem trên người quần áo cởi ra, nhìn đến màu trắng áo thun sau lưng tất cả đều là vết máu, ghét bỏ ném đến một bên, cởi sạch nhảy đến trong bồn tắm thoải mái phao tắm. Thoải mái phao xong tắm sau Thi Luy Luy ở trong không gian lại hoa mấy cái giờ đem trên người thể lực linh lực toàn khôi phục hảo, thay đổi một bộ quần áo mới ra không gian, trong không gian mấy giờ bên ngoài mới một hồi. Vừa ra không gian nàng liền không ngừng ở trong rừng cây chạy muốn tìm đã có người địa phương xem tự mình là ở nơi nào, nàng trong lòng lo lắng Thi Chính Thiên, cũng biết lâu như vậy không về nhà Thi Chính Thiên khẳng định thực lo lắng nàng, cho nên mới vội vã về nhà. Còn hảo Thi Luy Luy vận khí không tồi. Ở chạy qua một cái đỉnh núi sau liền phát hiện đèn xe ánh sáng cùng quốc lộ thượng đèn đường, có phương hướng nàng chạy trốn càng mau. Sau đó không lâu Thi Luy Luy liền đến một cái trấn nhỏ quốc lộ thượng, ở hiểu biết tự mình hiện tại là ở thành phố S cùng Huệ Thành chỗ giao giới sau liền cho giá cao ngồi xe taxi hồi thành phố S. Đồng thời sơn hố bên này, liền ở sơn hố cách đó không xa xuất hiện 6 cá nhân thân ảnh. Đi đầu người nọ thân hình cao lớn thả cường tráng, này đoàn người liền ở sơn hố chung quanh tìm tòi cái gì. Chỉ chốc lát cao lớn thân ảnh liền đến sơn hố bên cạnh, hắn nhìn một chút tự mình trên tay tiếp thu khí, phát hiện nơi này chính là phát ra tín hiệu địa phương liền tại chỗ xem tra xét một hồi, thực mau cao lớn thân ảnh liền trên mặt đất đẩy ra thảo từ, thấy được sơn hố lúc nào cũng không do dự liền nhảy đi xuống. Đường hắn thấy rõ sơn hố người khi liền khai thanh nói, tìm được rồi, các ngươi mau tới đây. Nói chuyện đồng thời cũng xem xét trên mặt đất người phát hiện còn có hô hấp hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không một hồi mặt khác vài người đều tới rồi sơn hố trước, mà cái kia cao lớn nam nhân đã đem hố người nâng ra tới, nhìn đến mặt khác 5 người đều đến đông đủ liền nói, Viêm ca bị thương, chúng ta chạy nhanh đi. Cao lớn nam nhân nói liền cõng trên mặt đất nam nhân đi đầu biến mất ở trong rừng cây. Đảo mắt 1 tháng rưỡi qua đi, Vương gia đại trạch, Vương Hương Vân trong thư phòng, Vương Hương Vân tay cầm một phần tư liệu mãn nhãn tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tam. Vân Tam đế đầu thẳng tắp đứng ở Vương Hương Vân trước mặt đại khí cũng không dám ra một tiếng. Không một hồi Vương Hương Vân thật sự là nhịn không được tức giận đem trên tay tư liệu hướng Vân Tam trên mặt một ném nghiến răng nghiến lợi nói, đồ vô dụng, hơn 1 tháng không chỉ có không có giết đến Thi Luy Luy liền nàng tin tức cha không đến, hiện tại ngay cả một cái ở trên mạng phát thiệp người điều tra không ra, muốn các ngươi có ích lợi gì, lăn, cút cho ta đi ra ngoài tìm, đào 3 thước đất cũng muốn đem bọn họ cho ta tìm ra. Nói còn dùng chân đá vài cái Vân Tam tới hả giận. Vân Tam trốn rời đi thư phòng độc lưu lại Vương Hương Vân, nàng nhìn trên mặt đất tư liệu trong lòng thầm hận, rốt cuộc là ai đem thế giới sắp tận thế sự phát đến trên mạng.
có trên mạng thiệp kia không phải làm nàng ở mặt thế tiên tri liền không như vậy nhiều ưu thế. Người này là như thế nào biết thế giới mau tận thế? Hơn nữa người này còn biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Này cũng làm nàng hoài nghi người này có phải hay không nhìn tiểu thuyết xuyên qua tới hoặc là trọng sinh, này đó mặt biết làm nàng phi thường bực bội. Nửa tháng, thế giới này tận thế thiệp ở trên mạng nửa tháng, vương gia cư nhiên tìm không thấy cái kia phát gián người. Nàng này sinh ác độc muốn là tìm được phát gián người nhất định phải hảo hảo tra tấn mới được. Vương Hương Vân không biết không ngừng nàng một người tìm phát thiệp người, trừ bỏ nàng tìm ngoại còn có mặt khác nhị cổ thế lực ở tìm. Nhưng không hề nghi ngờ kia nhị cổ thế lực cũng đồng dạng là không tìm thấy. Vương Hương Vân chính đế đầu nghĩ nhập thần khi liền nghe được đại ca thanh âm, Vân Nhi đừng bực, người nọ chúng ta sẽ tìm được. Vương Thành Tân vừa vào cửa nhìn trên mặt đất đầy đất tư liệu hắn nhíu nhíu mày nói. Ca, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Thành Tân chính đi vào thư phòng liền đế đế hô thanh. Nhà đầu ngốc, liền tính hiện tại toàn thế giới người đều đã biết, kia thì thế nào, những người đó nhưng không có nhà của chúng ta có ưu thế. Hơn nữa chúng ta cũng chuẩn bị đến phi thường đầy đủ, căn cứ đã không sai biệt lắm kiến hảo. Vương Thành Tân đến gần vuốt nàng tóc dài nói. Chính là thực khí a. Vương Hương Vân không phẫn nói, rõ ràng chỉ có chính mình tiên tri, hiện tại lại bởi vì một cái thiệp, toàn thế giới người đều đã biết. Vương Thành Tân nhìn Vương Hương Vân âm hiểm cười, liền tính toàn thế giới người đều biết, nói không chừng có rất nhiều người sẽ không tin tưởng đâu. Bất quá hắn cũng thầm hận cái kia phát thiệp người, nếu không... Mục gia cũng sẽ không vì phòng bị cũng bắt đầu thu thập vật tư, hắn cũng cho rằng bởi vì là này thiệp mục gia mới thu thập vật tư. Này hai tháng Vương Thành Tân cũng phát hiện Vương Hương Vân thật sự trở nên thực không giống nhau, không chỉ có trở nên ích kỷ còn tàn nhẫn lịch rất nhiều, bất quá Vương Thành Tân thật không có hoài nghi quá cái gì, chỉ biết tưởng bởi vì làm những cái đó tận thế mộng mà thay đổi. Vương Hương Vân nghe xong trong lòng trấn an điểm liền nói, ta đã biết, đúng rồi ca ca, người có viêm ca ca tin tức sao? Nàng đến bây giờ cũng chưa tra được nam chủ tin tức, vốn dĩ nàng cũng không nghĩ ở Vương Thành Tân trước mặt nhắc tới nam chủ, sợ Vương Thành Tân cùng Vương Chí Hùng nhớ tới nam chủ tới lại yếu hại nam chủ, nhưng là hiện tại thật sự là quá muốn biết nam chủ gần nhất tin tức mới hỏi. Không có, Vân Nhi, người đối hắn cũng quá đệ bụng, mà thế liền phải tới đừng nghĩ những cái đó có không, hiện tại luyện thích cổ võ mới là chính đạo. Vương Thành Tân tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại cũng là ảo não, nhiều như vậy thứ ám sát cũng không thành công. Người nọ cũng quá mạng lớn. Lại nói muội muội dám thì kia đối mẫu tử mất tích. Cùng theo hắn cha hỏi Vân Tam, cũng phỏng đoán đến ngày đó buổi tối kia thi lui lui đúng là cho người ta trói đến đuổi giết người nọ địa phương. Này cũng làm hắn suy đoán phỏng chừng là thi lui lui đã gặp kia tiểu tử, hắn cũng ảo não quá như thế nào sẽ như vậy xảo, nguyên nhân chính là vì như vậy hắn càng không thể nói cho Vương Hương Vân, lại nói ám sát thất bại mục gia khẳng định cũng hoài nghi vương gia, về sau vương mục hai nhà khẳng định sẽ thế như nước với lửa. Hắn không nghĩ muội muội vì người nọ mà thương tâm mới tận lực khuyên can hy vọng muội muội đừng lại lưu ý người nọ. Đã biết, đúng rồi, qua mấy ngày ta đi một chuyến thành phố C, ba ba cùng ngươi đều như vậy vội ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, miễn cho đến lúc đó ta đi rồi các ngươi không biết mà lo lắng ta. Vương Hương Vân không có thể từ Vương Thành Tân kia nghe được đến nam chủ tin tức, đành phải tự mình đi tìm, trong tiểu thuyết chính là nói nam chủ ở mặt thế vừa tới không lâu, liền xuất hiện ở thành phố cùng thi lui lui tương ngộ. Nói không chừng mặt thế tới trước nam chủ cũng là ở thành phố C, nàng muốn đi thử thời vận, nếu là so thi lui lui trước ngộ nam chủ, bồi nam chủ cùng nhau vượt qua gian nan mặt thế giai đoạn trước, tin tưởng đến lúc đó nàng sẽ lấy được nam chủ hào cảm. Ân, người tự mình cẩn thận một chút, còn có hơn một tháng chính là hai nguyệt 20 hào, ta cùng ba ba lập tức liền chuyển rời đến tây bộ căn cứ đi, người chừng nào thì trở về. Vương Thành Tân nhưng thật ra không nghĩ tới Vương Hương Vân đi thành phố cùng là vì tìm người nọ. Này hai tháng Vương Hương Vân thay đổi rất nhiều cũng rất có chủ kiến, hơn nữa Vương Hương Vân vẫn luôn lấy tìm Ngọc Thạch lấy cớ ra cửa không ít lần, hắn không hoài nghi cũng thực bình thường. Ta cũng không rõ ràng lắm, các ngươi đi trước tây bộ căn cứ đi, ta sẽ ở mặt thế tiến đến, nếu mặt thế trước ta không tới căn cứ, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự mình sẽ cẩn thận. Vương Hương Vân chỉ nghĩ cùng nam chủ cùng nhau vượt qua mặt thế giai đoạn trước, cho nên cũng không có tính toán ở ba ba kiến căn cứ quá. Lại nói không gian là vô cùng lớn nàng không nghĩ làm Vương Thành Tân cùng Vương Chí Hùng biết, liền tính này một đời hai vị này là nàng thân nhất người nàng cũng không phải thực tin tưởng bọn họ. Hơn nữa mà thế giai đoạn trước có thể miễn phí thu thập vật tư nàng muốn lợi dụng khi đó hỗn loạn miễn phí thu thập càng nhiều vật tư, Vương Hương Vân nghĩ vậy, lại nghĩ đến thi lui lui không có không gian không khỏi lại đắc y lên. Gờ ngoại ô thành phố khu, một cái mới vừa bắt đầu phiên giao dịch không lâu tiểu khu, trong đó một đống lầu ba một bộ trong phòng.
thì Lùi Lùi nhanh chóng ở trước máy tính xem trên mạng tin tức, nửa tháng trước cái kia Mạt Thế tới tiệm nàng cũng là biết đến, nhưng là vẫn luôn không có thời gian xem, nàng đều là ở trên đường nhìn đến người khác thu thập vật tư khi, nghi hoặc hạ hỏi những người đó mới biết được. Này hơn một tháng tới thì Lùi Lùi qua đến một chút cũng không thoải mái, ngày đó trở lại thành phố S khi đã là linh thần nhị tam điểm, nàng cũng không có trực tiếp về nhà mà là ở tiểu khu phụ cận tìm cái khách sạn ở lại, nàng chính là tưởng sấn cơ hội này thoát khỏi rất Vương Hương Vân giám thị. Đêm đó nàng liền đem trong không gian con rối mang ra không gian, đem con rối bọc kín mít liền đôi mắt đều mang phó thái dương mắt kính, làm ai cũng nhận không ra con rối là người nào mới mệnh lệnh con rối về đến nhà đem Thi Chính Thiên tiếp ra tới. Nàng làm như vậy là muốn cho Vương Hương Vân cho rằng Thi Chính Thiên có thể là cho người khác bắt cóc, mà nàng mất tích Vương Hương Vân khả năng sẽ cho rằng nàng cũng là cho người bắt cóc, tin tưởng Vương Hương Vân như thế nào đều không thể tưởng được là nàng tiếp đi Thi Chính Thiên. Bất quá cũng là từ ngày đó bắt đầu. Toàn bộ Hoa Quốc, thành phố S hợp với Quảng Tỉnh đều nơi trốn nhưng nhìn đến hắc bạch lưỡng đạo người ở tìm người, mà nàng ảnh chụp ở các đại diễn đàn cùng trang web thượng đều có, Vương Hương Vân thực bỏ được hạ tiền, làm người ở các đại trên diễn đàn tìm kiếm nàng, tìm được rồi nói tiền thưởng 500 vạn. Bất quá còn hảo kia ảnh chụp là phía trước không có cắt qua tóc ảnh chụp, cũng không đem Thi Chính Thiên ảnh chụp đặt ở mặt trên. Mà bọn họ mẫu tử cũng chỉ có thể cải trang giả dạng mang theo một cái con rối hối hả ngược xuôi, trốn đông trốn tây quá đảo vong sinh hoạt. Bọn họ đi lộ là liền có cái camera địa phương đều không quá dám đi, có thể nghĩ là nhiều gian nan mới né tránh những cái đó tìm bọn họ mẫu tử người. Cũng còn hảo hạnh đến có con rối làm che giấu cùng phía trước làm giả chứng mới không có làm Vương Hương Vân người tìm được. Mãi cho đến hai ngày này thì Lui Lui tu vi liền sắp đột phá, nàng muốn tìm cái địa phương dừng lại hảo đột phá đến luyện khí 2 tầng, lúc này mới tìm cái này tiểu khu. Này tiểu khu cách quốc lộ không xa. Vẫn là mới vừa bắt đầu phiên giao dịch bên trong thật nhiều thiết bị cũng chưa trang hảo, như theo dõi linh tinh cũng không có trang thượng, nàng cũng chỉ là tưởng ngừng ở mấy ngày nay chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nếu thật sự cấp Vương Hương Vân người phát hiện cũng hảo từ quốc lộ bên kia trốn. Hơn nữa lại qua mấy ngày chính là Thi Chính Thiên 6 tuổi sinh nhật, nàng cũng tưởng giúp Thi Chính Thiên quá xong cái này sinh nhật lại đi thành phố X. Thi Lui Lui nhìn này tận thế càng xem càng nghi hoặc. Vốn dĩ đang xem này thiệp phía trước nàng tưởng Vương Hương Vân tuyên bố đến trên mạng, nhưng là hiện tại xem xong sau, nàng suy đoán này không phải Vương Hương Vân phát, lấy Vương Hương Vân tính cách, liền tính sẽ tuyên bố đến trên mạng, nhưng cũng tuyệt đối không thể viết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Này biên thiệp ở trừ bỏ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Mạt Thế sau phát sinh nhân loại sẽ xuất hiện các loại dị năng giả, cùng với các loại tang thi, động giá trị vật tương quan sự vật, còn ở cuối cùng nhắc nhở muốn như thế nào sát tang thi từ từ Mạt Thế sau phải chú ý sự. Rất nhiều chi tiết đều viết ra tới. Này rất giống là ở Mạt Thế sinh hoạt quá nhân tài biết. Nếu cái này không phải Vương Hương Vân phát ra tới, kia sẽ ai biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Chẳng lẽ thế giới này còn có người xuyên Việt hoặc là trọng sinh? Liền tính là người xuyên Việt kia cũng không có khả năng biết được như vậy tế. Bất quá nhìn đến người này viết thiệp cũng có thể kết luận người này tâm địa không xấu. Thì Lui Lui vừa nghĩ vào để đem này thiệp lại lần nữa chuyển phát đến các đại trang web, nàng cũng hy vọng nhiều điểm người nhìn đến này thiệp. Như vậy Mạt Thế tới sau nhìn đến này thiệp người nhiều ít có thể tránh cho điểm thương tổn. Mụ mụ, A Phúc làm tốt cơm, mau ra đây ăn đi. Trong đại sảnh truyền đến Thi Chính Thiên thanh âm, nàng cũng đình chỉ truyền phát thiệp, ứng thanh, tới, liền đứng dậy đến đại sảnh đi. Vừa đến đại sảnh liền nhìn đến một lớn một nhỏ hai cái nam nhân, tiểu nhân nam nhân ngồi ở trước bàn cơm ánh mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm đồ ăn, mà đại nam nhân vừa lúc cầm mới vừa sao tốt đồ ăn phóng tới trên bàn cơm. Tiểu nam nhân là Thi Chính Thiên, mà đại nam nhân kêu A Phúc, đúng là Thi Lui Lui từ trong không gian mang ra tới con rối. Thi Chính Thiên thèm nhỏ dãi nhìn trên bàn đồ ăn, hắn kia rõ ràng gầy xuống dưới khuôn mặt nhỏ Thi Lui Lui nhìn liền đau lòng, này hơn một tháng hối hả ngược xuôi, rất nhiều thời điểm đều là qua loa giải quyết ăn cơm sự. Thi Chính Thiên cũng hiểu chuyện không khóc không nháo, không có chiếu cố hảo Thi Chính Thiên nàng đều cảm thấy áy náy. Mụ mụ, mau tới, A Phúc hiện tại tay nghề càng ngày càng lịch hại. Hôm nay làm thật nhiều đồ ăn đâu. Thi Chính Thiên thấy Thi Lui Lui ra tới gấp không chờ nổi nói. Lời này nói Thi Lui Lui đã tới rồi trước bàn cơm, A Phúc thấy Thi Lui Lui hô thanh tỷ. Liền đứng ở kia bất động, Thi Lui Lui tự đem A Phúc mang ra không gian liền làm hắn kêu nàng làm tỷ, này làm cho người ngoài cho rằng A Phúc là nàng đệ đệ, như vậy càng là làm Vương Hương Vân không thể tưởng được bên người nàng còn có một cái đệ đệ do đó càng dễ dàng chạy ra Vương Hương Vân nhãn tuyến. Đến nỗi Thi Chính Thiên cũng không có hoài nghi này A Phúc lai lịch, nàng chỉ cùng hắn nói đây là bảo hộ bọn họ.
mà A Phúc này con rối trải qua mấy ngày này hiểu biết nàng cũng cảm thấy này con rối phi thường cấp lực, chỉ cần xem qua sự hoặc là đã dạy một lần sự hắn đều có thể thực mau nhớ rõ cũng làm ra tới, lần sau lại làm hắn làm trực tiếp mệnh lệnh là được. Ngẫm lại càng cảm thấy đến kia vô danh đại thần làm ra cái như vậy lịch làm hại con rối nàng thật thật bội phục. Ở trong lòng yên lặng mệnh lệnh A Phúc đi phòng bếp thu thập đồ vật, thì Lui Lui đau lòng sờ hai hạ Thi Chính Thiên nấm đầu mới ở hắn bên cạnh ngồi xuống nói, đúng vậy, có A Phúc thật tốt, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta đều phải luyện công đâu. Tuy rằng nàng đau lòng Thi Chính Thiên, nhưng là đồng thời cũng cảm thấy đây cũng là ma lịch hắn một loại phương pháp, mà thế sau hoàn cảnh so hiện tại còn muốn khó khăn, có loại này đào vong ở phía trước, mà thế sau tin tưởng Thi Chính Thiên cũng có thể chịu nổi. Ân, Thi Chính Thiên lên tiếng liền động khởi đũa tới, từ mụ mụ nói cho chính mình nàng bị người đuổi giết sau, hắn liền cho rằng là những cái đó cổ võ bí tịch chọc hỏa, cũng không có hỏi nhiều, hắn chỉ là hận không thể tự mình có thể ở một ngày liền lớn lên, chỉ là không như mong muốn, bất quá hắn một ngày nào đó hội trưởng đại bảo vệ tốt mụ mụ. Hai mẹ con người cơm nước xong, thì Lui Lui liền mệnh lệnh A Phúc hào hào chiếu cố Thi Chính Thiên, cũng nói cho Thi Chính Thiên nàng muốn bế quan đột phá tu vi, làm hắn hào hào ngốc tại gia đừng đi ra ngoài chờ nàng xuất quan. Công đạo hảo sau nàng mới vào phòng đem cửa đóng lại tiến không gian. Đào vong này một tháng bọn họ đều là ở trên đường quá, thì Lui Lui tự chạy ra Vương Hương Vân giám thị liền mua một chiếc second hand cỡ trung dương thức xe vận tải, nàng đều là làm A Phúc ở phía trước lái xe, bọn họ mẫu tử liền tránh ở xe dương luyện công. Dọc theo đường đi mặc kệ ban ngày vẫn là ban đêm đều là ở xe dương quá nhiều, ngẫu nhiên đến một ít hẻo lánh trấn nhỏ mới ở trấn nhỏ lữ quán trụ thượng hai ngày, thuận tiện thu thập một ít vật tư. Cũng là như thế này nàng có thật nhiều thiên đều không có từng vào không gian, cho nên tu vi đến bây giờ mới không có đến luyện khí hai tầng. Nghĩ đến còn có hơn một tháng liền phải mặt thế mà nàng tu vi đến bây giờ cũng chỉ có luyện khí một tầng liền càng bức thiết, nàng biết người tu chân không tới luyện khí bốn tầng đi học sẽ không có công kích tính pháp quyết, cho nên vừa đến không gian nàng cũng bất chấp những cái đó thật nhiều nhật tử không ai lý rau dưa mà là một đầu vọt vào tu luyện trong phòng. Ngồi xếp bằng ngồi xong nhắm mắt lại thì Lui Lui tính hạ tâm tới chuyên tâm vận diễn sinh kinh, nàng cũng không có vội vã phá tan kia tầng bạc nhược cái chắn, mà là đem đan điền linh khí để luyện được càng ngưng thật tinh thuần. Cũng không biết qua bao lâu, đan điền linh khí đã phi thường ngưng thật thả linh khí cho nàng luyện được tinh thuần vô cùng, bởi vì vẫn luôn không có dừng lại công pháp hấp thu linh khí làm trên người kinh mạch từng đợt chướng đau, thì Lui Lui biết không có thể còn như vậy đi xuống liền dẫn linh khí hướng về kia bạc nhược cái chắn phóng đi. Bang, một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy trên người đau đớn một chút theo sau đó là toàn thân sảng khoái. Thì Lui Lui biết đây là đột phá tới rồi luyện khí hai tầng, lần này đột phá có thể nói là nước chảy thành sông, này hơn một tháng tuy rằng chưa đi đến không gian, nhưng ở bên ngoài nàng cũng không đem huyền thể thuật rơi xuống. Cũng nguyên nhân chính là vì huyền thể thuật đã luyện đến đệ nhị bộ, thân thể cất chứa độ càng khoan, lúc này mới làm nàng dễ dàng như vậy đột phá. Nội coi nhìn đan điền long nhãn đại linh khí đoàn, còn có kia so với phía trước càng khoan một chút kinh mạch thì Lui Lui phi thường cao hứng, nhưng nàng cũng không có dừng lại công pháp, tiếp tục vận công pháp củng cố tu vi. Thì Lui Lui ở trong không gian ổn định tu vi sau cũng không có vội vã ra không gian, mà là ở trong thư phòng tìm nhị bổn thế tục cổ võ bí tịch tới luyện, một quyển là khinh công huyền huyễn bước từ ngày đó buổi tối gặp qua nam nhân kia dùng khinh công sau liền vẫn luôn muốn học, bất đắc dĩ vẫn luôn đều không có thời gian cùng không gian. Mà tu chân giới khinh thân thuật lại muốn tới luyện khí 4 tầng mới có thể học. Lấy nàng hiện tại tu luyện tốc độ cũng không biết có thể hay không ở mặt thế trước tới luyện khí 4 tầng, cho nên hiện tại học này khinh công vẫn là rất cần thiết. Khinh công loại này võ kỹ thì Lui Lui tương đối có hứng thú, đem muốn quyết nhớ kỹ sau liền ở trên sườn núi luyện lên, từ mới vừa nhảy đến 2 mét cao rơi xuống rơi mặt mũi bầm dập, đến từ chỗ cao rơi xuống đất có thể đứng ổn, chậm rãi có thể nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mà một quyển khác còn lại là cơ bản nhất kiếm thuật chiêu thức. Phách, chảm, tiệt, liêu, chọn. Câu, thứ, xuyên, mạt, quét, điểm, băng, quải, vân, nghiêng phách, chém ngang, sơn tiệt, nghiêng liêu, thượng chọn, thẳng câu, nghiêng thứ, hồi xuyên, hoành mạt, hạ quét, hạ điểm, thượng băng, hồi quải, thượng vân, này đó chiêu thức nàng mỗi ngày mỗi thức đều luyện cái 500 hạ tả hữu. Trong lúc này luyện kiếm tay không chỉ có trường thật dày tay kén, lúc mới bắt đầu trên tay còn mài ra tơ máu tới, cầm kiếm tay thảm không nỡ nhìn. Bất quá liền tính lại khó chịu, lại đau, nàng cũng chịu đựng, tới rồi thật sự là đau đến lấy không dậy nổi kiếm tới nàng mới lấy về xuân đan bột phấn đổ ở trên tay, chờ trên tay hảo đến không sai biệt lắm lại bắt đầu luyện, từ mới lạ đến chậm rãi thuần thục. Thì Lui Lui ở trong không gian luyện hai nhiều tháng, buổi sáng luyện kiếm, buổi chiều luyện khinh công, buổi tối liền luyện huyền thể thuật cùng tu luyện,
thành quả cũng không tệ lắm, khinh công nàng hiện tại có thể nhẹ nhàng khống chế, kiếm thuật cũng coi như được với thuần thục, liền tu vi đều tinh tiến điểm. Nàng tính thời gian bên ngoài cũng đã vượt qua 3 ngày mà thôi, ngày mai chính là thi chính thiên sinh nhật, nàng tưởng chuẩn bị bánh bông lan cùng lễ vật cấp thi chính thiên. Vừa ra không gian thi Luy Luy đã nghe tới rồi cơm hương, nhìn một chút thời gian vừa lúc mau đến cơm chiều thời gian, nàng thu thập một chút liền ra khỏi phòng. Mới vừa mở cửa liền nhìn đến Thi Chính Thiên ở đại sảnh cầm lúc trước ở cổ thành mua đao, một đao thứ nàng cho hắn luyện đao đầu gỗ. Thi Chính Thiên nho nhỏ nhân nhi huy đao, hắn biểu tình nghiêm túc thả động tác tinh chuẩn, Thi Luy Luy nhìn đau lòng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng, nhìn một hồi, thấy A Phúc đem đồ ăn dọn ra nhà ăn liền nói, mỗi ngày ăn cơm. Thi Chính Thiên vốn dĩ chuyên tâm luyện đao, nghe được thanh âm hắn dừng lại quay đầu nhìn thấy Thi Luy Luy cao hứng nói, mụ mụ, người xuất quan. Nói còn nhỏ chạy đến Thi Luy Luy mà trước thân ra đôi tay ý bảo nàng ôm hắn. Một phen bế lên Thi Chính Thiên, hôn mấy khẩu đầy mặt là hãn khuôn mặt nhỏ ân, mụ mụ hiện tại đã xem như tầng thứ hai lạc. Thi Luy Luy cũng không có nói cho Thi Chính Thiên tu tiên sự, nhưng là cổ võ cùng luyện khí giai đoạn không sai biệt lắm, cổ võ là từ hậu thiên đến bẩm sinh cũng có 10 tầng, cho nên Thi Luy Luy nói tầng thứ hai Thi Chính Thiên cũng chỉ cho rằng nàng luyện chính là cổ võ. Mụ mụ thật lịch hại. Hắn dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Thi Luy Luy tiếp tục nói, bất quá ta sẽ thực mau đuổi theo thượng mụ mụ. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập ý chí chiến đấu. Hơn nữa ta hai ngày này cũng luyện đến một tầng. Nói hắn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thi Luy Luy biểu tình thượng tràn ngập mau khen ta đi. Thi Luy Luy ôn hòa vuốt hắn nắm đầu, ta bảo bối cũng là nhất lịch hải thông minh nhất. Bất quá không thể đắc ý Nga, muốn tiếp tục nỗ lực mới được, mụ mụ chính là muốn người bảo hộ. Nghĩ đến mụ mụ cho người ta đuổi giết Thi Chính Thiên kiên định ứng thanh ân. Mau đi tẩy tẩy, ăn cơm, ăn xong chúng ta ở nhà xem điện ảnh. Nói Thi Luy Luy liền ôm hắn đến trong phòng tắm làm hắn tắm rửa. Cơm chiều qua đi, Thi Luy Luy ôm Thi Chính Thiên ở trên sofa xem điện ảnh, không phải xem hài kịch cũng không phải bi kịch, bọn họ xem đều là một ít khủng bố huyết tinh điện ảnh hoặc là tai nạn phiến, giống sinh hóa nguy cơ những cái đó điện ảnh, phía trước ở xe vận tải thượng bọn họ dùng laptop cũng nhìn không ít. Thi Luy Luy cũng cảm thấy làm một cái mau 6 tuổi hài tử xem này đó có điểm không tốt. Nhưng là không có cách nào, thực mau mặt thế liền tới rồi, nàng muốn Thi Chính Thiên xem, là tưởng lớn mạnh hắn lá gan, làm cho hắn ở mặt thế nhìn thấy tang thi cũng không cần như vậy sợ hãi. Đồng thời nàng cũng tưởng lớn mạnh tự mình lá gan, mặc kệ là nàng kiếp trước vẫn là này nguyên chủ cũng chưa xem qua thực huyết tinh hình ảnh hoặc là khủng bố phiến, kiếp trước tự mình chính là thực chán ghét xem phim kinh dị, nhớ rõ kiếp trước đại học khi, có một lần đồng học ở trong ký túc xá muốn xem phim kinh dị, nhưng đồng học cũng không dám tự mình một người xem. Muốn toàn ký túc xá người bồi nàng xem. Kia một lần xem xong sau Thi Luy Luy không còn có xem qua phim kinh dị, không vì cái gì khác, đơn giản là xem xong sau đầu tất cả đều là những cái đó khủng bố hình ảnh, liền ngủ trong đầu vẫn là xuất hiện kia khủng bố hình ảnh, cái này làm cho nàng liền ngủ cũng không dám ngủ, mới làm nàng chán ghét xem phim kinh dị. Kiếp trước ở cái kia hòa bình lại không có chiến tranh niên đại, nếu là tự mình không thích xem liền không xem trọng, nàng trước nay đều không khỏi cường tự mình, nhưng là hiện tại không được. Ở biết mặt tới là cái khủng bố tận thế, chính là hiện tại nàng lại như thế nào không nghĩ xem cũng muốn chịu đựng đi thói quen, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này làm nàng thói quen huyết tinh cùng khủng bố. 30 nhiều tấc trong TV, hình ảnh đúng là một cái trường tóc đương mặt đế đầu nữ quỷ. Thân xuyên một thân màu trắng váy liền áo, chân không chấm đất ở một cái âm u hành lang chậm rãi từ xa đến gần, ở đến gần khi kia nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu lượng ra khủng bố mặt tới, trên mặt nàng mọc đầy giống con giun màu đỏ mạch máu. Hơn nữa mạch máu giống còn có cái gì ở mấp máy, đôi mắt càng là tất cả đều là tròng trắng mắt không có hắc tròng mắt, cũng là lúc này khủng bố thanh âm cũng vang lên, cái này làm cho Thi Luy Luy dọa nhảy dựng. Gắt gao ôm trong lòng ngực Thi Chính Thiên, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trong TV hình ảnh, trong lòng mặc niệm đây là giả, này đó không tang thi đáng sợ. Thi Chính Thiên ở trong lòng thở dài, loại này hình ảnh đều có thể dọa đến mụ mụ, trong lòng cấp mụ mụ một cái xem thường. Mỗi lần đều là mụ mụ muốn xem phim kinh dị, mỗi lần đều dọa đến nàng, thật không rõ mụ mụ vì cái gì muốn như vậy lăn lộn tự mình. Xem xong rồi một bộ phim kinh dị cùng một bộ huyết tinh phiến đã 10 điểm nhiều, Thi Chính Thiên phải về đến trong phòng tu luyện, Thi Luy Luy liền mang theo A Phúc đến trong không gian thật nhiều thực vật cùng gia cầm đều đã lâu không có xử lý, hiện tại vừa lúc làm A Phúc sửa sang lại một chút không gian. Mà nàng liền bắt đầu tu luyện, từ huyền thể thuật, phao băng tuyền. Tu luyện diễn sinh thuật lại đến luyện cổ võ huyền huyễn bước cùng luyện kiếm, một buổi tối trong không gian cũng có 7-8 thiên thời gian nàng vẫn luôn tuần hoàn tu luyện. Sáng sớm hôm sau,
thì Lui Lui mới vừa mang theo A Phúc ra không gian liền nghe được đại môn chung cửa thanh, lớn như vậy sớm ai sẽ tìm nàng. Nàng tại đây trên đời nhận thức người nhưng không nhiều lắm, hơn nữa lúc này mới vừa trụ tiến này cũng chưa mấy ngày liền có người tìm. Nghĩ thì Lui Lui liền cảnh giác đến môn mắt mèo chỗ nhìn về phía bên ngoài. Ngoài cửa mặt là một cái ục ịch ăn mặc tây trang nam nhân, mắt mèo nhìn là trương mập mạp viên mặt, nhìn thấy người tới nàng cũng thả lỏng lại, này mập mạp là làm địa ốc người môi giới, hiện tại trụ phòng ở vẫn là này mập mạp giới thiệu, phía trước nàng thuê hạ này phòng ở khi cũng muốn này mập mạp hỗ trợ tìm một chỗ kho hàng, nghĩ đến này mập mạp hẳn là tìm được kho hàng. Thì Lui Lui nhanh chóng trở về phòng kiều trang trang điểm một chút mới mở cửa. Môn vừa mở ra mập mạp nhìn thấy chính là một nữ nhân. Một thân phi thường tục khí màu đỏ rực áo khoác thêm màu đen quần dài, cổ thượng mang theo đuôi chỉ thô kim vòng cổ, trên tay còn mang theo mấy cái nhẫn vàng, trên mặt thượng một tầng thật dày thải trang, vừa thấy chính là một cái thổ hào, hắn liền phi thường lễ phép cười cười nói, thì tiểu thư, ngươi hảo, thật ngượng ngùng sáng sớm quấy rầy ngươi, ngươi di động đánh không thông, ta biết ngươi vội vã thuê kho hàng cho nên liền đến nơi này tới tìm ngươi. Thì Lui Lui trang cao ngạo bộ dáng nói, tìm được rồi. Ngạch, là cái dạng này, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến qua kia trên mạng cái kia tận thế tới thiệp, gần nhất chính là bởi vì kia thiệp hỏa lịch hại, tin tưởng người cũng nhiều, thuê kho hàng người liền nhiều lên, này phụ cận kho hàng đã không sai biệt lắm đều thuê, bất quá ta có cái bằng hữu ở khá xa điểm có một gian tiểu viện tử, lầu một là có thể coi như kho hàng, không biết ngươi có hay không hứng thú đi xem. Úc ịch biết nữ nhân này là cái hào phóng người. Nếu không cũng sẽ không thuê cái lớn như vậy phòng ở, cho nên hắn đối nữ nhân này yêu cầu cũng tương đối lưu ý, chỉ là gần nhất phụ cận kho hàng thật đúng là bởi vì kia thiệp quan hệ thuê không ít, bất quá này cũng làm hắn kiếm lời không ít tiền. Này không đồng nhất tìm được trống không kho hàng liền trực tiếp tới tìm nàng. Hành, ngươi từ từ, thì Lui Lui nói cũng không cho mập mạp tiến vào, mà là đem cửa đóng lại, lại đến Thi Chính Thiên trong phòng thấy Thi Chính Thiên mới vừa tỉnh ngủ, còn ngồi ở trên giường mơ hồ đáng yêu bộ dáng. Thì Lui Lui liền nhịn không được hôn mấy khẩu, mụ mụ muốn đi ra ngoài làm việc, ngươi ở trong nhà chờ ta trở lại, chỉ cần ngươi không ra khỏi cửa mụ mụ liền chuẩn bị một phần làm ngươi kinh hỉ quà sinh nhật cho ngươi. Thì Chính Thiên đôi mắt nháy mắt sáng lên đột nhiên gật đầu, bất quá mụ mụ, ngươi đi ra ngoài phải cẩn thận điểm. Từ ông ngoại bà ngoại qua đời sau hắn liền không có lại thu được quà sinh nhật, hiện tại nghe được quà sinh nhật tuy rằng thực vui vẻ, nhưng cũng lo lắng mụ mụ ở bên ngoài sẽ cho người xấu bắt được. Thì Lui Lui sờ soạng một chút đầu của hắn an ủi nói, ân, ta đi rồi. Ra Thi Chính Thiên phòng, tìm được rồi A Phúc, tinh tế công đạo A Phúc muốn chiếu cố hảo Thi Chính Thiên mới ra cửa. Thì Lui Lui mở ra xe vận tải chờ mập mạp đến phụ cận khu náo nhiệt đính bánh bông lan cửa hàng cách đó không xa chính là một cái tiểu siêu thị, bên trong đầu người dũng dũng, bên ngoài càng là một đống lớn người ở thu thập mua tới đồ vật, hôm nay thu thập vật tư người so mấy ngày hôm trước còn muốn nhiều. Thì Lui Lui cũng không tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy có thể là bởi vì kia thiệp quan hệ, cho nên mới có như vậy nhiều người thu thập vật tư, nhìn hai mắt nàng tới rồi bánh bông lan trong tiệm đính xong rồi bánh bông lan sau liền cùng mập mạp đi kia kho hàng. Khai hơn một giờ xe mới đến mập mạp nói kho hàng. Này kho hàng vị trí ly quốc lộ không xa, liền ở quốc lộ bên cạnh một cái đường nhỏ nối thẳng đến kho hàng, muốn nói đây là kho hàng còn không bằng nói là đống ba tầng lâu biệt thự, bên ngoài một cái đại viện tử, chung quanh cũng không quá nhiều kiến trúc. Chỉ có cách đó không xa hai đống cùng này không sai biệt lắm biệt thự. Này phòng ở vốn là ta bằng hữu ở quốc nội khi nghỉ phép dùng, nơi này ly gờ thị nổi danh Long Tuyền làng du lịch không xa, cũng liền xem nơi này phong cảnh không tồi ta bằng hữu mới mua đất cái khởi này đống lâu tử. Bên cạnh kia hai đống cũng là nhìn chúng nơi này phong cảnh cùng an tĩnh mới ở chỗ này xây nhà, bọn họ đều là ở nghỉ khi mới có thể tới nơi này. Ta này bằng hữu hiện tại đã cả nhà di dân nước ngoài, hắn không nghĩ đem này phòng ở bán đi. Cho nên mới làm ta thuê cho người khác, này lầu một ngươi có thể đương kho hàng, lầu hai lầu ba còn có thể trụ người đâu, ngươi xem thế nào. Mập mạp mang theo Thi Lui Lui ở trong lâu đi dạo một vòng xuống dưới mới nói. Thi Lui Lui nhìn cũng xác thật không tồi, lầu một đại sảnh rất lớn trống rỗng cũng không như thế nào trang hoàng, chỉ có phòng bếp cùng tắm rửa thất, lầu hai bốn cái phòng cùng một cái đại sảnh, trang hoàng thật sự tinh xảo, bên trong thiết bị gia cụ đều thực đầy đủ hết, lầu ba cùng lầu hai không sai biệt lắm. Bao gồm sân tổng cộng có ngũ cốc trăm bình phương tả hữu, chính yếu chính là nơi này thực an tĩnh người rất ít, xác thật là cái nghỉ phép hảo địa phương. Nàng cũng không hề nhiều lời dùng 28.000 mau đem nơi này thuê hạ 3 tháng. Nếu là phía trước không ở tiểu khu kia thuê phòng ở nàng đều tưởng trực tiếp ở nơi này, bất quá nơi này là phải làm kho hàng, nàng muốn thu thập vật tư nói nơi này mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều xe tiến vào, hiện tại trụ đảo không có phương tiện,
chờ thu thập vật tư không sai biệt lắm khi lại cùng Thi Chính Thiên đến nơi đây trụ thượng mấy ngày lại đi còn kém không nhiều lắm. Làm tốt thủ tục bắt được phòng ở chìa khóa Thi Luy Luy liền đuổi đi Mập Mạp. Nàng mở ra xe vận tải trở lại tiểu khu phụ cận muối xưởng, sở dĩ muốn trụ kia tiểu khu cũng là vì tiểu khu ly muối xưởng không xa, nàng có không gian, lương thực phương diện đảo không cần lo lắng, phía trước hơn một tháng cũng thu thập đến một ít quần áo cùng động vật, nhưng thật ra những cái đó muối cùng các loại gia vị liêu mới nhất yêu cầu, cho nên nàng mới chọn kia tiểu khu trụ hạ, phương tiện thu một ít muối ăn cùng gia vị. Thì Luy Luy cùng muối xưởng giám đốc câu thông hảo sau lại chạy vài cái chuyên làm gia vị liêu nhà máy. Những cái đó cái gì Hải Thiên trừ giúp linh tinh nhà máy nàng trực tiếp tìm được giám đốc câu thông làm cho bọn họ đem hóa đưa đến kho hàng kia. Còn hảo này mấy cái xưởng ly đến gần, một cái buổi sáng nàng chạy ba cái xưởng, buổi chiều nàng trực tiếp trở lại kho hàng chờ thu hóa là được. Buổi chiều Thi Luy Luy vừa đến kho hàng không lâu, năm chiếc trang muối ăn cỡ trong xe vận tải liền đến, Thi Luy Luy mở ra sân đại môn làm xe khai tiến trong viện lại dỡ hàng. Vì làm dỡ hàng càng nhanh lên Thi Luy Luy cũng hỗ trợ đem trên xe muối ăn dọn đến đại sảnh, 5 cái tài xế hơn nữa Thi Luy Luy 1 giờ đem 5 chiếc xe muối ăn toàn dọn xong. Bọn họ đi lên Thi Luy Luy còn nhiều cho bọn hắn một người 200 mau bao lì xì. Nhìn đại sảnh một nửa đều là muối ăn Thi Luy Luy vui vẻ đem này đó tất cả đều thu vào không gian, nàng liền sợ một hồi những cái đó gia vị dự đoán được thời điểm không có địa phương phóng, nàng cũng cùng những cái đó xưởng giám đốc câu thông hảo, đều là sai khai thời gian làm cho bọn họ đưa tới. Sở dĩ hỗ trợ đem hóa dỡ xuống tới chính là sợ vãn nhất những người đó không chuẩn khi hoặc là trước tiên tới vậy có điểm phiền toái. Một cái buổi chiều lục tục có xe đi vào kho hàng, thẳng đến 5 điểm nhiều, rốt cuộc cuối cùng một chiếc gia vị liêu xe tá xong. Thì Luy Luy như cũ cấp dỡ hàng tài xế mỗi người 200 bao lì xì, nhìn bọn họ đi xong, cảm ứng không có người biết nàng bí mật sau liền đem này đó chai lọ vại bình gia vị liêu toàn thu được trong không gian. Buổi tối 6 giờ rưỡi. Thì Luy Luy về tới tiểu khu phụ cận bánh bông lan cửa hàng, đang đợi người phục vụ lấy bánh bông lan thời điểm vừa lúc thấy bánh bông lan trong tiệm trong TV bá tin tức, thì Luy Luy gần nhất vẫn luôn đều chú ý tin tức, nhưng là trước hai ngày đang bế quan không thấy được, hôm nay lại vội một ngày càng không có thời gian xem, vừa lúc hiện tại bá chính là gờ thị tin tức đài 6 giờ rưỡi tin tức. Này không xem còn hảo, vừa thấy nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tin tức đầu đề chính là mấy ngày nay không ít người vô duyên vô cớ té xỉu. Này tin tức màn ảnh là một cái phóng viên đến bệnh viện phỏng vấn những cái đó té xỉu người bệnh người nhà. Màn ảnh vừa truyền tới rồi người bệnh trên người, thì Luy Luy nhìn đến này đó càng là hoảng sợ. Kia người bệnh xanh cả mặt, biểu tình dữ tợn thống khổ sao sao, người nhà ở một bên khóc thút thít. Vô duyên vô cớ té xỉu, này không phải trong nguyên tắc tận thế tiến đến trước bệnh trạng sao? Người này là muốn biến tang thì sao? Hôm nay mới mấy hào? Đúng rồi, một nguyệt 20 hào A, thì chính thiên sinh nhật A. Còn có một tháng mới đến hai nguyệt 20 A, chẳng lẽ tận thế muốn trước tiên tới? Mỹ nữ, ngài bánh bông lan, người phục vụ cầm bánh bông lan, thấy nữ nhân này vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tivi đang xem nàng chụp một chút bả vai nói. Thì Luy Luy lấy lại tinh thần liền kinh hoàng tiếp nhận bánh bông lan, thanh toán tiền sau liền bay nhanh chạy về trong xe mở ra nhanh nhất tốc độ trở lại tiểu khu, tới rồi tiểu khu nàng vừa xuống xe liền vẫn luôn chạy đến lầu 3 nhà mình cửa, gặp được A Phúc mở cửa nàng vội hỏi, mỗi ngày đâu? Ở trong phòng, A Phúc có điểm máy móc trả lời. A Phúc nói mới vừa nói xong, thì chính thiên liền từ trong phòng ra tới. Hắn nhìn thấy Thi Luy Luy cao hứng nói, mụ mụ, người đã trở lại. Nhìn thấy Thi Chính Thiên không có việc gì nàng nhẹ nhàng thở ra cũng bình tĩnh xuống dưới. Tuy rằng trong tiểu thuyết 3 ngày trước Thi Chính Thiên là không có té xỉu, nhưng nàng vẫn là lo lắng. Ứng Thi Chính Thiên một tiếng, Thi Luy Luy liền nhanh chóng đến trong phòng khai máy tính. Cha mấy ngày nay phát sinh người vô duyên vô cớ té xỉu sự. Thi Chính Thiên thấy mụ mụ hôm nay đặc biệt nghiêm túc, cũng không biết có phải hay không ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hắn đi theo nàng đến trong phòng tới, cũng không hỏi cái gì, an tĩnh nhìn mụ mụ đang làm gì. Thi Luy Luy ở các đại trang web xem, mỗi cái đại trang web thượng đều là có quan hệ với người té xỉu thiệp, té xỉu người liền những cái đó y học chuyên gia đều nói không nên lời nguyên cớ tới. Hơn nữa không ngừng như vậy, còn có không ít thiệp là tìm kiếm sủng vật hoặc là nói trong nhà gia cầm không thấy. Liền tính không có không thấy cũng nhắc tới sủng vật phi thường bạo táo. Càng có một ít người xem qua kia tận thế tới thiệp phân tích xuất thế giới tận thế tới, khó trách hôm nay buổi sáng nhìn đến nhiều người như vậy thu thập vật tư, khả năng bọn họ thu thập vật tư cũng là nhìn đến này đó thiệp. Nửa giờ sau Thi Luy Luy xem xong sau trầm trọng thở dài, dựa theo trên mạng tin tức, hai ngày trước cũng đã có người té xỉu, kia không phải hôm nay buổi tối vô cùng có khả năng chính là tận thế. Nàng không có dự đoán được này mặt thế sẽ trước tiên tới. Vốn dĩ tính toán ở mặt thế trước đến thành phố X,
nhưng hiện tại là không thể, phi cơ hiện tại bọn họ không dám ngồi, nếu là ngồi phi cơ thực mau kia thực mau liền sẽ cấp Phương Hương Vân tìm được, hơn nữa vạn nhất ở ngồi trên phi cơ khi, phi cơ ở giữa không trung càng nguy hiểm. Mà lái xe đi thành phố X ít nhất cũng không biết muốn bao lâu đến, hiện tại thế giới này lớn rất nhiều cũng không phải là nàng kiếp trước thế giới, chỉ khai 2-3 thiên là có thể đến thành phố X, này mà thế trước tiên tới đem nàng nguyên bản kế hoạch toàn quấy dày. Mụ mụ, làm sao vậy? Thi Chính Thiên vẫn luôn ở bên cạnh, hắn cũng nhìn trên mạng tin tức, nhìn thấy Thi Luy Luy trầm trọng bộ dáng lo lắng hỏi. Từ suy nghĩ chung trở về Thi Luy Luy thấy nhi tử đầy mặt gánh yêu, nàng yêu sầu nói thiên muốn thay đổi. Nói nàng một phen bế lên Thi Chính Thiên, gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại tự mình, nàng đều chưa từng có đối mặt quá giống tang thi giống nhau đồ vật, hiện tại tưởng tượng đến sắp muốn đối mặt mặt thế tiến đến. Thiên tai động đất còn có kia mãn đường cái đều là ghê tởm tang thi, nàng trong lòng nhiều ít cũng có chút sợ hãi cùng khủng hoảng. Thi Chính Thiên không rõ, thiên muốn thay đổi, là có ý tứ gì, nhưng là cũng cảm giác được mụ mụ như là sợ hãi cái gì. Hắn dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ Thi Thi Luy Luy phía sau lưng dùng tiểu đại nhân ngữ khi nói, mụ mụ đừng sợ, mặc kệ phát sinh chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, mỗi ngày sẽ vẫn luôn bồi mụ mụ. Thi Luy Luy trong lòng ấm áp, đúng vậy. Mặc kệ phát sinh chuyện gì nàng còn có Thi Chính Thiên đâu. Hiện tại còn không có đi gặp đến kia tang thi vậy khiếp đảm. Nếu là loại này tiêu cực thái độ đối mặt tận thế, đừng nói bảo vệ tốt Thi Chính Thiên, liền tự bảo vệ mình đều khó đi. Nếu là chân chính đánh tang thi kia không phải tìm chết. Nàng trước nay đều là lạc quan người, nếu không đến tuyển vậy dũng cảm đối mặt đi. Nghĩ nàng đem Thi Chính Thiên buông ra, đem phía trước mặt thế tới kia thiệp tìm ra. Mỗi ngày, người hảo hảo xem này thiệp, xem xong lại nói ngươi cái nhìn. Thì Luy Luy nguyên bản tính toán là ở mặt thế trước nửa tháng nhắc lại kỳ một chút Thi Chính Thiên tận thế sự tình, nhưng là hiện tại đành phải hiện tại nhắc nhở, tuy rằng không thể nói thẳng tận thế muốn tới, nhưng lấy Thi Chính Thiên thông minh, đương hắn xem xong thiệp, lại cùng kia té xỉu người liên hệ ở bên nhau nhất định cũng có ý tưởng. Thi Chính Thiên xem đến thực nghiêm túc, một hồi nhìn xem kia tận thế tới thiệp, một hồi lại xem hồi phía trước Thi Luy Luy xem qua thiệp. Thẳng đến hắn nhìn hơn một giờ sau mới cau mày nhìn về phía Thi Luy Luy, mụ mụ, ngươi là tin này tận thế tới thiệp nói sao? Hắn một đoán là có thể đoán được vừa mới mụ mụ sợ hãi có thể là bởi vì này thiệp nói tận thế tình huống. Ân, ta xem xong sau liền có loại mãnh liệt dự cảm thấy này sẽ là thật sự, mỗi ngày, ngươi tin mụ mụ sao? Nếu là tận thế tới ngươi sẽ sợ hãi sao? Không thể trực tiếp nói cho Thi Chính Thiên, chỉ có thể nói như vậy hắn mới có thể tin tưởng vài phần. Nếu là trước kia Thi Chính Thiên là sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại cả nước vô duyên vô cớ té xỉu người sự, cùng kia tận thế tới thiệp nói phi thường giống, hơn nữa mụ mụ nói mãnh liệt cảm giác, tuy rằng hắn cảm thấy mà tất sẽ có như vậy nghiêm trọng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng mụ mụ. Hắn nghiêm túc gật gật đầu tỏ vẻ tin tưởng Thi Luy Luy nói, mụ mụ, ta tin tưởng ngươi. Nói hắn ôm Thi Luy Luy tiếp tục nói, mụ mụ, ta còn có ngươi, liền tính tận thế tới ta cũng sẽ không sợ hãi. Thi Luy Luy trong lòng trấn an ở trên mặt hắn cọ cọ liền cùng hắn thảo luận nếu là tận thế tới muốn như thế nào ứng phó, muốn như thế nào đánh tang thi còn có nhân loại có thể hay không trở nên thực hiểm ác sự tình. Bọn họ hàn huyên thật lâu, hai người đều không có cùng ý tưởng, thẳng đến Thi Luy Luy nghe được Thi Chính Thiên bụng truyền đến, lộc cộc tiếng kêu mới nhớ tới bọn họ còn không có ăn cơm chiều, nhìn thời gian đều đã 10 điểm nhiều, nàng mới ngượng ngùng nói, mỗi ngày đói hoài đi, chúng ta ăn cơm trước đi, hôm nay vẫn là ngươi sinh nhật. Mụ mụ cho ngươi mua bánh bông lan đâu. Nói nàng liền bế lên Thi Chính Thiên đến đại sảnh. Hôm nay cơm chiều có thể là tận thế trước cuối cùng một cơm, cho nên Thi Luy Luy làm A Phúc làm rất nhiều mỹ vị đồ ăn. A Phúc nấu ăn tài liệu đều là từ trong không gian hiện tại có không ít đồ vật, heo dê bò ở chi đào vong khi, thu không ít, cá tôm cua còn có một ít thưa thớt hạt giống cũng có thu thập đến. Nhìn A Phúc làm tràn đầy một bàn lớn mỹ vị thái sắc, hai mẹ con người đều theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Toàn bộ kim hoàng sắc nướng heo, dê nướng nguyên con, gà luộc, này đó đều là từ trong không gian làm tốt mới lấy ra tới. A Phúc cũng liền nhìn một chút máy tính video cùng thực đơn là có thể làm ra tới, còn có những cái đó trong không gian lấy ra tới rau quả, này cũng cấp A Phúc làm thành thịt vụn cà tím, cải luộc, chua cay khoai tây ti, khoai lang đỏ ngào đường, rau trộn dưa chuột, bí đao xương sườn canh, bạch trước tôm từ từ. Đáng tiếc chính là hải sản bắt được không nhiều lắm, liền vài loại. Nếu là có nhiều hơn hải sản vậy mỹ mãn. Nhìn nhiều như vậy đồ ăn, Thi Luy Luy một khắc cũng chờ không được, lôi kéo Thi Chính Thiên liền đến trên bàn thúc đẩy lên. Lúc này thành phố S, Thi Luy Luy cha mẹ lưu lại căn hộ kia, hắc ám trong phòng xuất hiện ba đạo nhân ảnh, trong đó một người ở các phòng tìm tòi,
mà khác hai cái cao lớn người thẳng tắp đứng ở trong sảnh đánh giá này phòng ở. Không một hồi tìm tòi người nọ đến đại sảnh đối với hai người nói, Viêm ca, nơi này có điểm kỳ quái, toàn bộ phòng ở đều chứa đầy theo dõi, phòng ở về chủ nhân tin tức một chút cũng không có lưu lại, nhưng là gia cụ mặt khác đều toàn hào hào, không giống chuyển nhà bộ dáng, hẳn là có hơn một tháng không có trụ người. Kêu Viêm ca người nghe xong mặt vô biểu tình cũng không ra tiếng. Vẫn là đứng ở hắn bên cạnh người dùng tục tằng thả có lực lượng thanh âm nói, ân, khả năng chủ nhân nơi này cũng là phát hiện có người giám thị mới vội vàng đi. Thường đằng không rõ vì cái gì nhà mình lão đại thương vừa mới hào một chút, liền vội vã đến cái này trong căn nhà nhỏ. Nhưng là hắn vẫn luôn là duy lão đại là từ, lão đại làm hắn đi theo hắn liền đành phải đi theo, tin tưởng lão đại cũng là có nguyên nhân mới đến này. Mục Vân cũng là như lọt vào trong sương mù, không biết lão đại làm ma đến nơi đây. Trước kia có chuyện gì đều sẽ đại đến nói ra làm cho bọn họ tới làm, tới nơi này thật đúng là cái gì cũng chưa nói, nhưng là hắn cũng sẽ không ra tiếng hỏi ra tới, gần nhất lão đại kia lạnh băng khí áp càng lúc càng lớn, hắn cũng không dám hỏi ra tới, cũng là, nếu là cho ai hợp với cho người ta ám sát hai lần. Hơn nữa hai lần đều thiếu chút nữa quải rớt, hỏa khí không lớn mới là lạ, đương nhiên nhà hắn lão đại biểu hiện chỉ biết lạnh băng, sẽ không bốc hỏa, hắn mới sẽ không ở thời điểm này một không cẩn thận hỏi nói bậy xúc nổ lão đại. Hiện tại chỉ có thể tĩnh chờ lão đại mệnh lệnh. Kỳ thật Mục Hạ Viêm cũng không biết lão mụ tử vì cái gì một hai phải hắn muốn tới nơi này tới. Mục Hạ Viêm bị cứu sau, hắn vẫn luôn đều ở gờ thị dưỡng thương, ba ngày trước hắn mới nhân mất máu quá nhiều tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền thu được lão mụ tử tin tức làm hắn đến nơi đây tới gặp một người, nghe lão mụ tử ngữ khí, nếu là hắn không tới nói một hai phải cùng hắn liều mạng. Mấy ngày nay toàn thế giới đều có người té xỉu, việc này hắn cũng cảm thấy nghiêm trọng. Tuy rằng trên người thương không hảo nhưng hắn cũng chuẩn bị ngày mai liền về gia tộc, gờ thị ly thành phố S so gần, cho nên hôm nay liền tới nơi này xem xong liền chuẩn bị về gia tộc. Hắn cũng tò mò rốt cuộc là người nào sẽ làm lão mụ tử như vậy liều mạng. Nào biết nơi này không ai, nhưng thật ra để lại một gian che kín theo dõi phòng trống. Hắn lại nhìn mắt bốn phía, cuối cùng ở trong đó một cái châm hình camera kia nhìn mắt liền nói ra một chữ tới, đi. Ba bóng người ở trong phòng cũng chỉ có nhị. 3 phút thời gian, tới nhanh đi cũng mau, mà ở theo dõi một khắc đầu, Vân Tam nhìn máy theo dõi Mục Giá Viêm cuối cùng ánh mắt kia, ngơ ngẩn ngốc tại nơi đó, ánh mắt kia thật là đáng sợ, liền tính là cách máy theo dõi, hắn cũng có thể cảm giác được kia lạnh băng ánh mắt phát ra tới nhuệ khí. Qua một hồi lâu Vân Tam cũng phục hồi tinh thần lại, đây chính là lập công cơ hội tốt, mấy ngày này hắn nơi nơi đi tìm cái kia đáng chết Thi Lui Lui, nhưng không hề manh mối hắn sao có thể tìm được. Cho nên đành phải thường xuyên dùng đến giám thị trong phòng xem Thi Lui Lui có thể hay không về nhà, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này phát hiện tiểu thư vẫn luôn làm cho bọn họ ám vệ lưu ý Mục Hạ Viêm. Vân Tam nhanh chóng đem này video sửa sang lại ra tới, đem này video phát đến tiểu thư hộp thư, mới vừa truyền xong liền gọi điện thoại nói cho Vương Hương Vân. Thành phố cùng vùng ngoại thành, một đống xa hoa biệt thự, Vương Hương Vân nghe xong Vân Tam nghe lời sau phi thường hưng phấn, rốt cuộc con nam chủ tin tức, đương xem xét xong video. Phát hiện đúng vậy là nam chủ sau, nàng kích động lại đáng tiếc. Nàng xem qua tiểu thuyết, những cái đó té xỉu người bệnh chẳng chính là mặt thế muốn tới trước dấu hiệu, đêm nay thượng có khả năng là tận thế tiến đến, liền tính hiện tại biết nam chủ ở thành phố S, nàng không có khả năng hiện tại đi tìm nam chủ, tận thế tới trong nháy mắt toàn thế giới người đều sẽ sôi nổi té xỉu, nếu là đến lúc đó tự mình ở không an toàn địa phương té xỉu là phi thường nguy hiểm. Bất quá này nam chủ vì cái gì sẽ ở Thi Lui Lui trong phòng xuất hiện, như thế làm Vương Hương Vân thực kinh nghi. Chẳng lẽ là nam chủ cha ra cái gì, đã biết Thi Chính Thiên là con của hắn. Nam chủ sớm như vậy sẽ biết có nhi tử tồn tại. Này đó cùng trong sách cốt truyện không khớp A, trong sách nam chủ biết hắn có nhi tử là ở thành phố C, hơn nữa là thấy Thi Chính Thiên cùng hắn khi còn nhỏ thực giống nhau hoài nghi hạ mới cha Thi Chính Thiên cùng Thi Lui Lui. Như vậy hiện tại nam chủ là đã biết Thi Lui Lui cùng hắn từng có quan hệ. Nghĩ vậy chút Vương Hương Vân có điểm tức giận. Bất qua nghĩ lại tưởng tượng cũng là, tự mình đều đoạt Thi Lui Lui bàn tay vàng, nếu còn ấn cốt chuyện tới kia không phải tự mình muốn chết. Đã biết trong sách nguyên chủ là bởi vì đi tìm nam chủ gặp tận thế tiến đến cho nên mới chết, mà Vương Hương Vân hiện tại cũng sẽ không ngây ngốc chạy đi tìm nam chủ. Bất qua ngẫm lại hiện tại không có ấn cốt chuyện tới vậy thuyết minh cốt chuyện này không phải nhất thành bất biến, tuy rằng không dựa theo cốt chuyện phát triển làm nàng mất đi tiên tri, nhưng là cũng bởi vì như vậy càng thuyết minh nàng mới là nữ chủ. Như vậy càng phương tiện nàng nghịch tập trở thành nữ chủ. Đến nỗi nam chủ, hắn hiện tại ở thành phố S, khẳng định sẽ về gia tộc, từ S đến thành phố X liền phải trải qua thành phố C, hiện tại chỉ cần ở chỗ này chờ,
nàng không tin đợi không được nam chủ. Nàng đoán nam chủ hẳn là còn không có cùng Thi Luy Luy mẫu tử đã gặp mặt, chỉ cần còn không có nhìn thấy liền hảo, như vậy nàng còn có cơ hội làm cho bọn họ mẫu tử vĩnh viễn biến mất. Vương Hương Vân nhìn thời gian, đã 11 giờ, còn có 1 giờ mặt thế liền tới rồi, thật là chờ mong a, không biết tự mình sẽ thức tỉnh cái gì dị năng, thật hy vọng có thể thức tỉnh lịch làm hại dị năng. Đến nỗi thành phố S trong nhà cho người ta phiên tra tình huống cùng Vương Hương Vân ý tưởng, thì Luy Luy là không có khả năng biết đến. Nàng hiện tại cùng Thi Chính Thiên thoải mái nằm ở trên sofa, thường thường dùng tay vuốt Thi Chính Thiên tròn vào bụng, ăn đến quá no cũng không phải một chuyện tốt. Thi Luy Luy nghỉ ngơi một hồi, nhìn thoáng qua thời gian, đã 11 giờ, mỗi ngày, mụ mụ còn có lễ vật cho ngươi Nga, nói nàng đứng dậy vào phòng, đóng cửa lại, không một hồi lại đóng cửa lại liền ra tới. Thi Chính Thiên có điểm chờ mong, ánh mắt vẫn luôn theo sát Thi Luy Luy. Lễ vật ở trong phòng, ngươi đi xem, mụ mụ tưởng, ngươi nhất định sẽ thích. Thi Luy Luy ở ảo tưởng Thi Chính Thiên nhìn đến lễ vật kinh hỉ bộ dáng nàng liền cao hứng. Thi Chính Thiên từng bước một đến gần cửa phòng, mở ra cửa phòng, bên trong một cái một người cao cái dương ở trung ương. Cái dương cấp mụ mụ thô sơ giản lược dùng đóng gói giấy bao quá, ở hắn phía trước chính là một cái đại đại nơ con bướm. Lớn như vậy cái dương, này lễ vật khẳng định thực quý trọng. Mở ra nhìn xem, Thi Luy Luy cũng đi theo hắn đến trong phòng. Thi Chính Thiên trịnh trọng kéo một chút nơ con bướm. Thùng giấy hướng bốn phía ngã xuống, trung gian hiện ra một cái chạm thẳng tắp nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một thân màu đen đồ thể dục, lưu trữ thật dài đầu tóc. Tuy rằng khuôn mặt lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là dáng người cũng quá tráng đi. Nhìn cái này cường tráng nữ nhân Thi Chính Thiên di ông. Hắn còn không có lớn lên đâu, còn không cần tức phụ đi. Mụ mụ đưa cái nữ nhân cho hắn là vì ma. Có phải hay không thực kinh hỉ? Đây là mụ mụ vẫn luôn liền tưởng đưa cho ngươi Nga. Thi Luy Luy nhìn Thi Chính Thiên ngốc ngốc bộ dáng cười nói. Nàng thích nhìn thấy Thi Chính Thiên đa dạng biểu tình, nhìn hắn di ông bộ dáng thật sự là quá đáng yêu, bế lên hắn đến trên giường ngồi xuống, mỗi ngày không cần hiểu sai Nga, cái này chính là cái lịch làm hại đồ vật, đem ngươi tay cho ta. Đồ vật, này không phải người. Thi Chính Thiên kinh ngạc bắt được trọng điểm, bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn bắt tay vươn tới. Thi Luy Luy đem hắn tay dùng tiểu đao cắt qua, bài trừ một giọt huyết tới. Ôm Thi Chính Thiên đến nữ nhân kia, lôi kéo Thi Chính Thiên đổ máu ngón tay nhỏ ấn ở nữ nhân giữa mày chỗ. Nữ nhân hấp thu xong huyết nguyên bản vô thần mà vô tiêu cự ánh mắt cũng thay đổi đến có thần, nàng nhìn Thi Chính Thiên nói chủ nhân. Thi Chính Thiên nhìn nữ nhân giữa mày hấp thu tự mình huyết, cảm giác được nữ nhân này giống như cùng hắn có điểm liên hệ, hắn cảm thấy phi thường thần kỳ, thẳng đến nữ nhân ra tiếng hắn đều đã quên trên tay đau kinh ngạc hỏi, mụ mụ, đây là... Hắn vẫn luôn cảm thấy mụ mụ phát sốt sau tựa như thay đổi một người, còn trở nên thần bí lên, nhưng là mụ mụ không đối hắn nói hắn cũng không hỏi. Chính là hôm nay nhìn đến như vậy huyền huyễn sự tình hắn rất tò mò mụ mụ có phải hay không có kỳ ngộ. Thì Luy Luy túc túc biểu tình nghiêm túc nói, đây là mụ mụ cho ngươi lễ vật, ngươi có thể coi như nàng là ngươi chuyên dụng người máy, nàng chỉ biết nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi không cần sợ hãi nàng sẽ phản bội ngươi, có tâm sự khi cũng có thể cùng nàng nói. Không cần dùng lo lắng nàng sẽ cùng người thứ hai nhắc tới. Nói Thi Luy Luy từ trong túi lấy ra một cái phi thường bình thường vòng bạc dùng Thi Chính Thiên còn giữ huyết tay nhỏ tích huyết ở mặt trên. Cái này cũng là cho ngươi, ngươi tập trung tinh thần nhìn vòng tay thử xem. Vòng tay là Thi Luy Luy ở phòng cất chứa tìm thật lâu, mới tìm được phàm nhân có thể dùng vòng tay. Đương nhiên phòng cất chứa còn có phàm nhân dùng túi chữ vật, nhưng là cái kia không có phương tiện cất chứa lên. Túi chữ vật quá thấy được, vòng tay nói giống nhau người khác sẽ không quá lưu ý. Thi Chính Thiên dựa theo mụ mụ nói tập trung tinh thần, vẫn luôn nhìn vòng tay, không một hồi hắn kinh hỉ nhìn đến vòng tay có cái 100 nhiều bình phương không gian, bên trong một ít đồ vật, ăn uống dùng dược phẩm linh tinh đều có, nhưng là mỗi dạng đều rất ít, mặt khác còn có một đống lượng lượng tinh thạch. Mụ mụ, đây là không gian vòng tay, Thi Chính Thiên kinh hỉ nói, tại đây đào vong nhật từ hắn trừ bỏ bồi mụ mụ xem khủng bố điện ảnh ở ngoài, mụ mụ còn làm hắn xem những cái đó tận thế tiểu thuyết. Hắn cũng xem qua mấy quyển đều có này đó không gian vòng tay, cho nên hiện tại vừa thấy liền đã biết đây là không gian vòng tay. Như vậy quý trọng đồ vật mụ mụ muốn tặng cho tự mình. Thi Chính Thiên nghĩ nghĩ nói, mụ mụ, cái này ta không cần, ta còn nhỏ, hoài bích có tội này đạo lý ta còn là hiểu, ta sợ ta bảo hộ không được này vòng tay. Thi Luy Luy vui mừng vuốt hắn nắm đầu, này vòng tay đã nhận chủ, người không cần mụ mụ cũng không dùng được, người nếu biết hoài bích có tội đạo lý. Việc này ngươi liền không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi tự mình phụ thân cùng mặt tới lão bà. Ngạch, mụ mụ cũng tưởng quá xa đi, bất quá nếu đã nhận chủ kia đành phải thu,
ở cái này tương lai có thể là tận thế thời gian, này không gian là cỡ nào quan trọng hắn là biết đến, mụ mụ đem như vậy quý trọng đồ vật cho hắn, này thuyết minh mụ mụ phi thường tín nhiệm hắn, coi trọng hắn. Thi Chính Thiên vuốt trên tay vòng tay trong lòng cảm động, trịnh trọng gật gật đầu nói ân, ta biết đến. Vòng tay những cái đó xinh đẹp cục đá là cho nàng dùng, 3 tháng tả hữu liền phải đổi một lần, đến lúc đó nhớ rõ thay đổi. Thi Luy Luy nhìn về phía con dối ý bảo nói. Thi Chính Thiên nghe xong Thi Luy Luy nói đem lực chú ý đặt ở cái này kỳ quái nữ nhân trên người, hắn mới lạ lại hưng phấn nhìn nữ nhân gật gật đầu, xem ra mụ mụ kỳ ngộ hẳn là này vòng tay, hiện tại nghĩ đến, cái này cái gọi là người may, hẳn là cũng là cùng này vòng tay cùng nhau, nữ nhân này lớn lên cùng A Phúc giống như, kia A Phúc có phải hay không cũng người máy. Không cần Thi Chính Thiên đoán Thi Luy Luy đã nói lên, A Phúc cũng là cùng nàng giống nhau, A Phúc tên này là mụ mụ khởi, người cũng cho nàng khởi cái tên, về sau phương tiện kêu. Ân, Thi Chính Thiên đế đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, đã kêu A Tinh, Phúc Tinh, Phúc Tinh, cùng A Phúc tên liền cùng nhau bọn họ chính là Phúc Tinh, ha ha, mụ mụ cảm thấy thế nào. Người thích liền hảo, Thi Luy Luy cười cười vuốt hắn nắm đầu nói, nhìn thoáng qua thời gian, đã mau đến đêm khuya 12 giờ, nàng bế lên Thi Chính Thiên nói, A Phúc đã điểm hảo bánh bông lan ngọn nến, đi ra ngoài hứa cái nguyện liền thổi ngọn nến, nếu không ngươi hôm nay sinh nhật liền phải qua. Tới rồi đại sảnh trên bàn cơm đã phóng cái đại đại bánh sinh nhật, mặt trên điểm lục căn ngọn nến, nhìn mặt trên ánh nến, Thi Chính Thiên đôi mắt phiếm lệ quang, mụ mụ liền tính là đang đào vong cũng không quên tự mình sinh nhật. Hơn nữa vừa mới mụ mụ đưa này đó quý trọng lễ vật, cái này làm cho hắn phi thường cảm động, mụ mụ là yêu nhất hắn, nghĩ hắn kéo Thi Luy Luy cổ hôn hôn Thi Luy Luy nói, mụ mụ, cảm ơn ngươi. Đứa nhỏ ngốc, mau hứa cái nguyện thổi ngọn nến, Thi Luy Luy vui mừng hồi thân hắn mấy tải ăn nói buông hắn đến bánh bông lan trước. Thi Chính Thiên nhìn hướng ngoài cửa sổ không trung liếc mắt một cái, vùng ngoại thành không trung đầy sao điểm điểm, ở bánh bông lan trước yên lặng nhắm mắt lại hứa nguyện. Hắn chỉ có một nguyện vọng, đó chính là hy vọng mụ mụ hạnh phúc. Kiên định ở trong lòng yên lặng cầu nguyện vài lần liền mở mắt ra đem lục căn ngọn nến thổi tắt. Sinh nhật vui sướng, mỗi ngày cho phép cái gì? Thi Luy Luy vui vẻ nhìn Thi Chính Thiên. Chỉ là lời này còn chưa nói xong, trên bầu trời một bó lộng lẫy màu đỏ tím ánh sáng ở phía chân trời phát ra, tiếp theo tựa như nổ mạnh sao mây nấm giống nhau, dùng vận tốc ánh sáng tốc độ hướng chu tản ra, màu đỏ tím quang dị thường lóa mắt xinh đẹp. Kia rực rỡ lung linh tứ tán mở ra điểm điểm ánh sáng tím, đem bầu trời đêm trang điểm đến sáng loá, như vậy thực là hoành tráng cảnh tượng phảng phất là phải cho Thi Chính Thiên khánh sinh giống nhau. Oa, thật là đẹp mắt a, thật xinh đẹp a, bên ngoài trầm trồ khen ngợi thanh một mảnh liền một mảnh, như vậy đồ sộ hình ảnh chỉ cần không phải quá sớm ngủ người đều phát hiện, còn có không ít người chạy đến trên đường cái hô to, hoặc là ở nhà mình trên ban công hô to thậm chí có cầm di động hoặc camera ở chụp. Không trung càng ngày càng sáng thẳng đến toàn bộ không trung đều là màu đỏ tím, linh thần ban đêm toàn bộ đại địa giống trong nháy mắt tới rồi ban ngày giống nhau lượng, này một mộ cũng không có duy trì bao lâu, cũng liền nhị 3 phút đại địa liền trở về bóng đêm, tùy theo mà đến đó là đầy trời mưa sao băng hướng về đại địa rơi xuống. Thi Luy Luy sắc mặt trầm trọng nhìn không trung nhập thần. Mà các nơi tùy theo mà đến chính là không ngừng có người ngã xuống, khí xe va chạm thanh, xe con còi cảnh sát thanh. Còn có nơi xa tiếng nổ mạnh cùng đám người bi thống tiếng gọi ầm ĩ, càng có người nghĩ đến phía trước trên mạng kia mặt thế tới thiệp liền hô to, là mặt thế tới, là mặt thế tới, thật là mặt thế tới. Lúc này Thi Chính Thiên không biết vì cái gì đột nhiên đầu óc choáng váng, hắn chỉ tới kịp tinh tế hô một tiếng, mụ mụ, liền té xỉu trên mặt đất. Mỗi ngày, Thi Luy Luy nghe được thanh âm vừa quay đầu lại nhìn đến thẳng tắp ngã xuống Thi Chính Thiên, nàng lập tức kinh hoàng lên, luống cuống tay chân đem Thi Chính Thiên ôm hồi hắn phòng. Cẩn thận đem hắn đặt ở trên giường. Nhìn Thi Chính Thiên phát ra thiêu còn hôn mê bất tỉnh, nàng có điểm ảo não tự mình đại ý, biết rõ mà thế gần nhất người liền té xỉu lại vào lúc này đã quên Thi Chính Thiên cũng sẽ té xỉu. Thi Luy Luy trong lòng cũng sợ hãi, té xỉu người đại bộ phận người đều sẽ trở thành tang thi, tuy rằng trong tiểu thuyết Thi Chính Thiên cũng không có trở thành tang thi, nhưng này không phải tiểu thuyết, đây là hiện thực cái gì đều có khả năng phát sinh. Nàng lúc này không biết tự mình có thể làm Thi Chính Thiên cái gì. Đành phải đem trang pha loãng tốt linh tuyền thủy đút cho hắn uống hy vọng này đó linh tuyền thủy có thể giúp hắn có thể kiên trì xuống dưới. Nàng biên uy vào đề lẩm bẩm nói, mỗi ngày, ngươi nhất định phải kiên trì, mụ mụ yêu cầu ngươi, ngươi không thể ném xuống mụ mụ, nhất định phải kiên trì a. Uy một ly linh tuyền thủy chỉ thấy Thi Chính Thiên cũng không có hạ sốt, ngược lại khuôn mặt càng ngày càng hồng, còn thường thường biến ảo thành màu tím. Nhìn đến tình huống này nàng cũng không dám lại uy. Lôi kéo hắn tay nhỏ canh giữ ở hắn bên người không ngừng làm hắn kiên trì.
Nàng xem trong tiểu thuyết liền biết té xỉu người trải qua phi thường thống khổ tra tấn, nếu có thể kiên trì liền sẽ tỉnh lại, thậm chí sẽ thức tỉnh dị năng, mà không kiên trì liền sẽ biến thành tang thi. Nghĩ vậy chút nàng trong lòng thật là sợ hãi thi chính thiên sẽ biến thành tang thi, nàng không kế ở bên tai hắn muốn hắn kiên trì. Thi chính thiên hiện tại xác thật phi thường thống khổ, ở té xỉu khi hắn theo bản năng vận chuyển cổ võ công pháp, mà công pháp hấp thu chân khí, lại cùng bên ngoài mặt thế tới sau những cái đó năng lượng có xung đột, vốn dĩ mặt thế sau những cái đó năng lượng vọt vào trong thân thể đã rất thống khổ, hiện tại lại có linh khí thay đổi trở thành sự thật khí, chân khí cùng linh khí thay đổi thành năng lượng tiến vào thân thể hắn sau, hai cổ lực lượng đang ở đối kháng. Nhiệt cháo làm tốt khi sắc trời đã đại lượng, thì chính thiên lúc này còn không có tỉnh lại, bất quá đã hạ sốt, xem tình huống đã vượt qua tang thi hóa nguy hiểm kỳ, đương nhiên nàng cũng hy vọng thi chính thiên có thể thức tỉnh dị năng, trong tiểu thuyết nhưng nói càng vãn tỉnh lại thức tỉnh cơ hội càng lớn, nàng nhưng không nghĩ bởi vì tự mình cái này biến số mà làm thi chính thiên không có dị năng. Thì Lùi Lùi yên lòng liền đến đại sảnh bên cửa sổ nhìn bên ngoài, hừng đông sau bên ngoài tĩnh mịch tĩnh, nơi nơi đều là trước mắt vết thương, ở nàng này lâu vừa vặn có thể nhìn đến nơi xa quốc lộ thượng càng là một mảnh hỗn độn, không ít xe con đổ ở quốc lộ thượng. Nếu tưởng một người lái xe đi nói sẽ thực phiền toái, khai một hồi xe liền phải xuống xe đem xe đẩy ra, xem tình huống này liền tính nàng hiện tại muốn chạy cũng là thực khó khăn. Mà này tiểu khu nhân trụ ít người, chỉ có linh tinh du đãng ghê tởm tang thi bên người liền có không ít thi thể đều là huyết nhục mơ hồ, khai tràng phá bụng, nội tạng toàn bộ lộ ra ngoài, tang thi ở bên cạnh gặm những cái đó thi thể, xem khởi thực ghê tởm, mà ngày hôm qua những cái đó tiếng thét chói tai không còn có. Nghĩ đến mọi người đã thấy được thế giới này đã thay đổi. Thì Lùi Lùi lặng lặng nhìn tang thi, chỉ cần thói quen, đối mặt cũng sẽ không sợ, nàng trụ không cao, lầu ba ly gần nhất tang thi liền ở lâu phía dưới cửa chỗ, tự trở thành người tu chân, nàng ngũ cảm liền nhạy bén rất nhiều, xem tang thi cũng so thường nhân xem đến càng rõ ràng chút, chỉ là càng xem đến rõ ràng càng làm nàng càng muốn phun. Thì Lùi Lùi vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm lâu phía dưới kia ghê tởm tang thi chịu đựng phun ý. Dư quang nhìn thấy tang thi bên cạnh đột nhiên xuất hiện nhân ảnh, trong nháy mắt kia tang thi bị bóng người một đao nhanh nhẹn chặt đầu, người nọ thân xuyên một thân màu đen đồ thể dục, tay cầm đường đao, đầu đội mũ lưỡi chai. Thì Lùi Lùi chỉ có thể nhìn đến bóng dáng, nhưng cũng có thể phân biệt ra đây là cái nữ. Tang thi bị chặt đầu sau liền cấp kia nữ dùng một phen tiểu đao phi thường thuần thục đào tang thi đầu, tang thi túi bị đào đến nát nhừ, hồng bạch tủy não ra bên ngoài phiên, chỉ thấy nữ nhân một hồi liền tìm đến tang thi trong óc đồ vật. Nàng đem đồ vật phóng túi sau lại đi đến một cái khác tang thi kia đi. Thì Lùi Lùi nhìn đến nơi này đã nhịn không được muốn phun ra, ngô miệng chạy đến toilet đi phun xong, lại nhanh chóng trở lại bên cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy người nọ cầm đao hướng tiểu khu bên ngoài đi. Thì Lùi Lùi phi thường bội phục người này, tuy rằng mặt thế lúc đầu tang thi sức chiến đấu thực nhược, nhưng cũng không phải mỗi người đều có dũng khí cầm lấy đao đi chém. Tựa như nàng, tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng nhìn đến tang thi vẫn là nhịn không được tưởng phun, mà vừa rồi kia nữ lại như vậy đạm nhiên, như là sớm đã thói quen tang thi bộ dáng. Thì Lùi Lùi đối kia nữ nhân thuần thục độ có điểm nghi hoặc cũng khinh bỉ một chút tự mình vô dụng, đồng thời cũng nhắc nhở tự mình phải nhanh một chút đi thích ứng. Bên ngoài tang thi cấp kia nữ thanh xong rồi, không có tang thi nhưng xem chỉ có thể đến trong phòng bếp xem đối diện trong lâu kia chỉ tang thi, nhìn một hồi thì Lùi Lùi cảm thấy chính mình không hề như vậy tưởng phun. Khiến cho A Phúc lại đây hỗ trợ nấu cơm chỉ trừ A Tinh thủ thi chính thiên. Muốn đi thành phố X lộ rất xa, trên đường khẳng định không hảo nấu cơm. Hiện tại trước làm tốt cơm nắm cùng hộp cơm, ở yêu cầu khi lấy tới ăn sẽ phương tiện rất nhiều. Này đó nàng phía trước liền nghĩ đến, cho nên mua không ít dùng một lần hộp cơm cũng làm A Phúc làm một ít hộp cơm. Đêm qua không ăn xong những cái đó đồ ăn, nàng cũng sớm bảo A Phúc đóng gói thành từng bước hộp cơm. Còn hảo hôm nay là mặt thế ngày đầu tiên cũng không có đỉnh thủy cúp điện. Làm khởi cơm tới cũng thực phương tiện. Một bên làm cơm một bên nhìn tang thi, chậm rãi nàng cũng không cảm thấy tang thi có bao nhiêu đáng sợ. Kia chỉ tang thi nghe được bên này thanh âm cũng liền ở bên kia giống giống loạn kêu, thì Lùi Lùi cũng không để ý tới, mãi cho đến A Tinh tới nói thi chính thiên đã tỉnh, nàng mới nhanh chóng đến thi chính thiên trong phòng. Thi chính thiên ở trong phòng biểu tình tò mò nhìn ngón tay thượng một đoàn màu tím điện mang, còn thử khống chế được điện mang biến thành các dạng hình dạng. Thì Lùi Lùi vừa đến phòng liền nhìn đến là tình huống này, nàng đầu tiên là sửng sốt sau liền mừng như điên quá khứ ôm lấy Thi Chính Thiên. Thi Chính Thiên ở nhìn thấy mụ mụ khi trên tay điện mang liền rụt trở về. Không có việc gì liền hảo, nhìn thấy Thi Chính Thiên tỉnh lại Thi Lùi Lùi cũng hoàn toàn yên lòng. Thi Chính Thiên cũng gắt gao ôm mụ mụ, phía trước những cái đó thống khổ nếu không nghe được mụ mụ vẫn luôn tại bên người kêu hắn khả năng đều sẽ từ bỏ.
Hai người ôm một hồi lâu, thì chính thiên mới nói, mụ mụ, ta vừa mới trên tay cái kia điện đoàn là dị năng đi. Ân, hẳn là, cùng, mặt thế tới, kia thiệp thượng nói lôi hệ dị năng rất giống. Tuy rằng Thi Luy Luy cũng không biết vì cái gì Thi Chính Thiên bất hòa nữ xưng văn thức tỉnh dị năng bất đồng, nhưng vừa mới nhìn đến hẳn là lôi hệ dị năng, này so hỏa hệ càng cường đại, nàng chỉ biết càng cao hứng, mụ mụ cũng thức tỉnh không gian dị năng nga. Thi Luy Luy trước nay không nghĩ tới đem liên quan tới không gian cường đại cùng Thi Chính Thiên nói, thứ nhất là không nghĩ cấp Thi Chính Thiên mang đến nguy hiểm. Thứ hai là không nghĩ Thi Chính Thiên cảm thấy có nàng như vậy lịch làm hại không gian liền tưởng không làm mà hưởng, mồi mắt ăn bát vàng. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này ý tưởng, nàng liền tính cho Thi Chính Thiên một cái chữ vật vòng tay nhưng sẽ không tha quá nhiều đồ vật ở bên trong, chỉ thả một ít nhu cầu cấp bách phẩm, về sau hắn nghĩ muốn cái gì bằng hắn bản lĩnh đi đạt được. Nàng là tưởng bảo hộ nhi tử, nhưng là không có khả năng cả đời đều hộ tại bên người, chỉ có hắn có năng lực mới là đối hắn tốt nhất bảo hộ. Tam tắc đó là mỗi người đều có như vậy một chút ích kỷ tính cách vấn đề, có cơ sư phó thân vẫn hậu quả, hơn nữa không gian cũng không có luyện hóa. Nàng càng là nhắc nhở quá tự mình tuyệt không sẽ đem không gian cường đại nói cho bất luận cái gì một người, bao gồm tự mình nhi tử. Thi Chính Thiên tuy rằng hiện tại chỉ có nàng một người thân, tin tưởng liền tính cho hắn biết cũng sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng là về sau đâu, hắn tự mình phụ thân chính là nam chủ, giả thiết về sau hắn nhận hồi nam chủ, cũng cùng nam chủ quan hệ thực hảo hắn có thể hay không cùng nam chủ nói về nàng không gian. Nếu hắn không nói có thể hay không cảm thấy khó xử. Còn có hắn sau khi lớn lên sẽ có lão bà, nếu hắn ái lão bà nhiều quá ái nàng này mẫu thân, ở hắn lão bà hoài nghi hạ hỏi hắn, kia hắn có thể hay không nói ra đi. Dù sao hết thầy tổng kết ra tới chính là không thể làm bất luận kẻ nào biết không gian cường đại, liền tính tự mình nhi tử cũng không thể nói. Mà không gian dị năng tuy rằng thức tỉnh ít người, nhưng cũng không phải không có. Cũng chỉ có nói như vậy nàng mới có thể quang minh chính đại lợi dụng không gian. Thật sự, kia thật tốt quá. Về sau ta liền có thể bảo hộ mụ mụ, người cũng có thể thu thập càng nhiều vật tư. Thi Chính Thiên cao hứng nói, hắn không nghĩ tới mụ mụ cho cái kia vòng tay cấp tự mình, mụ mụ lại thức tỉnh rồi không gian dị năng. Này thật sự là thật tốt quá. Ân, vậy ngươi phải hảo hảo tăng lên dị năng. Xem tiểu thuyết Thi Luy Luy liền biết tăng lên dị năng trừ bỏ dùng tinh hạch ngoại. Còn có thể dùng cổ võ nội tâm công pháp tới tăng lên, cổ võ nội tâm công pháp ở hấp thu ngoại giới chân khí tiến vào trong cơ thể khi. Có thể cho thức tỉnh giả thân thể thượng dị năng năng lượng hấp thu, do đó thăng cấp dị năng, nếu không phải như vậy, những cái đó cổ võ gia tộc như thế nào sẽ ở mặt thế như vậy cường đại, ngay cả ZF đối bọn họ cũng là không thể nề hà, đến cuối cùng các căn cứ đều là làm theo ý mình. Đến nỗi từ tang thi đầu cùng những cái đó động thực vật kia đạt được tinh hạch, cũng không phải một bắt được tay liền có thể dùng để hấp thu, tinh hạch ở tang thi trong óc nhiều ít đều có điểm lệ khí, loại này lệ khí nếu tiến vào nhân thể sau. Thực dễ dàng khiến người cảm xúc mất khống chế, bạo táo, hút nhiều người càng là sẽ mất đi tự mình trở thành tang thi, hơn nữa so tang thi lực phá hoại sẽ lớn hơn nữa. Nếu muốn hút vào tinh hạch năng lượng, chỉ có thể ở mặt thế tìm được một loại thực vật biến dị chất lỏng, dùng chất lỏng gột rửa quá tinh hạch sau mới có thể dùng để hấp thu. Mà những cái đó thực vật cũng không phải như vậy hảo tìm, cho nên giai đoạn trước muốn tăng lên dị năng chỉ có cổ võ nội tâm công pháp. Thì Luy Luy đem nghĩ đến đều nhắc nhở Thi Chính Thiên. Còn hào này đó ở tận thế tới kia thiệp thượng cũng có đề qua, đảo không cần lo lắng Thi Chính Thiên sẽ hỏi nàng như thế nào sẽ biết. Cũng bởi vì như vậy Thi Luy Luy đối cái kia phát thiệp người càng sâu hào cảm. Đêm tận thế đã tiến đến sự cũng cùng Thi Chính Thiên nói, hai mẹ con người ở trong phòng nói chuyện một hồi lâu mới đến đại sảnh thượng uống cháo. Mà thế tới ngày đầu tiên, hai mẹ con cũng không đi đánh tang thi, chỉ ở trong phòng bếp xem kia chỉ ghê tởm tang thi, Thi Luy Luy nhìn còn hào. Thi Chính Thiên mới nhìn một hồi liền chạy tới toilet phun, thẳng đến buổi tối bọn họ mới ly phòng bếp trở lại từng người trong phòng tu luyện. Ngày hôm sau bọn họ làm theo xem tang thi, bất quá Thi Chính Thiên nhìn đã không phun ra. Còn có thể cùng Thi Luy Luy một bên nhìn một bên nấu cơm, tới rồi ngày thứ ba bọn họ đã có thể vừa ăn mới vừa làm tốt cơm biên xem tang thi, thẳng đến ngày thứ tư bọn họ muốn nhìn kia tang thi khi phát hiện kia tang thi không thấy, Thi Luy Luy phòng chừng nếu là cho người ta rửa sạch. Từ trước hai ngày khởi nàng liền phát hiện trong tiểu khu xuất hiện mấy cái dị năng giả, còn ở rửa sạch trong tiểu khu mấy đống lâu tang thi. Không có tang thi xem, thì Luy Luy đang nghĩ ngợi tới là thời điểm đi ra ngoài bên ngoài đánh tang thi rèn luyện chính mình khi, liền nghe được nhà mình đại môn bạch bạch bị người chụp vang. Thì Luy Luy hiện tại trụ này tiểu khu là cái phong bế tính tiểu khu. Một đạo tường vây trực tiếp đem toàn bộ tiểu khu vây quanh lên, chỉ có đại môn có thể ra vào, toàn bộ tiểu khu có 8 đống 7 tầng cao lâu. Mỗi tầng có thể ở lại 4 hộ,
này trong tiểu khu dọn tiến vào trụ người không nhiều lắm, thì Lùi Lùi cũng biết tự mình này một tầng trong lâu chỉ hai hộ ở người, mặt khác hai hộ là không ai trụ đi vào, mà mặt khác một hộ trụ chính là người nào nàng chưa thấy qua, nhưng phòng trừng này sẽ gõ cửa không phải tang thi. Môn bị trục một hồi, thì Lùi Lùi vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là làm A Phúc A Tinh mang Thi Chính Thiên vào phòng, mà nàng tìm ra một cái khẩu trang mang lên, mới đến cửa mắt mèo chỗ xem bên ngoài. Cửa bên ngoài đứng bốn người, nàng chỉ nhìn đến thân thể nhìn không tới khuôn mặt, nhìn thấy là người nàng cũng không có thả lỏng lại, nàng vẫn luôn nhắc nhở tự mình mà thế hậu nhân so tang thi còn đáng sợ. Đem cửa mở ra một cái tiểu phùng, bên ngoài là hai nam hai nữ, mỗi người trên người đều cõng ba lô, hơn nữa đều mang theo một cái khẩu trang, này đảo không kỳ quái, hiện tại trong không khí tràn ngập mùi hôi, thì Lùi Lùi cũng là vì như vậy mới mang lên khẩu trang, hơn nữa có thể đương trụ diện mạo, tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Bọn họ trong đó một cái vẫn là mặt thế ngày đầu tiên buổi sáng nhìn thấy cái kia dũng cảm đánh tang thi nữ, không nghĩ tới vẫn là cái tuổi trẻ thiếu nữ, mà một cái khác nữ ánh mắt cao ngạo nhìn Thi Lùi Lùi, nàng nhìn thấy chỉ là khai điểm kẹt cửa ánh mắt càng là khinh miệt, hai cái nam một cái 30 tuổi tả hữu thân thể cường tráng lớn lên thực bình thường, một cái 20 tả hữu gầy nếu như xài. Các ngươi có việc sao? Thi Lùi Lùi không tự giác trung thanh âm mang theo cảnh giác. Không có việc gì, chính là xem bên trong người đã chết không có. Đã chết chúng ta liền thanh tang thi, không chết nói chúng ta còn có thể cứu một chút, bất quá xem người bộ dáng không giống muốn chúng ta hỗ trợ, ánh mắt cao ngạo nữ nhân trong cửa phùng đại sảnh rất sạch sẽ liền nói. Kỳ kỳ, cường tráng nam nhân hô một tiếng, hắn tuy rằng cảm thấy lời này nói được không sai, nhưng cũng quá khó nghe điểm, nhưng là nói chuyện chính là tự mình bạn gái, hắn cũng không hảo trách cứ. Hoa ca, kỳ kỳ nũng nịu hô thanh liền lôi kéo kia kêu hoa ca tay ở nàng trước ngực đột nhiên cỏ. Thì Lùi Lùi nghe xong thanh âm này nổi da gà nổi lên một thân, xem bọn họ cũng không giống vào nhà cướp của bộ dáng mới thả lỏng điểm nói, nhà ta không có việc gì, cũng không ai biến tang thi. Người gầy cũng không thể gặp này đối nam nữ tại đây nị oai nhìn kẹt cửa nói đối Thì Lùi Lùi nói, vậy ngươi thân thể có phát hiện biến dị sao? Có hay không có thể phát ra hỏa cầu hoặc là lực lượng biến đại linh tinh dị năng? Lực lượng giống như lớn rất nhiều, nói Thì Lùi Lùi giữ cửa khai nhiều một chút, giữ cửa thượng then cửa bẻ cong. Nàng bởi vì luyện huyền thể thuật thân thể lực lượng lớn rất nhiều, mà những cái đó pháp thuật nàng tu vi còn chưa tới, cùng bổn luyện không được, liền tính luyện cũng không dám hiện tại lấy tới dùng, nàng cũng không biết những cái đó dị năng là bộ dáng gì, vạn nhất dị năng cùng pháp thuật bất đồng không hảo giải thích. Sở dĩ giữ cửa đem bẻ cong là bởi vì này mà thế không có dị năng thực dễ dàng liền sẽ cho người ta xem nhẹ, cho nên thân thể luyện huyền thể thuật vừa lúc có thể đương lực lượng hệ dị năng. Thật tốt quá, lại nhiều một dị năng giả, ta kêu Lý Vệ. Là tốc độ hình dị năng, có thể chạy trốn thực mau, người hẳn là lực lượng hình, cùng nàng giống nhau. Lý Vệ cao hứng nói liền chỉ vào vẫn luôn không nói chuyện hơi thở lạnh băng thiếu nữ nói. Thì Lùi Lùi hướng về bọn họ gật gật đầu, Lý Vệ lại tiếp tục nói, người như thế nào xưng hô, chúng ta mấy người từ trước thiên liền tạo thành tiểu đội bắt đầu rửa sạch tang thi cứu người. Trong tiểu khu 8 đống lâu chúng ta đã thành 7 đống, này đống là cuối cùng một đống, chỉ còn lại có này đống lâu không có rửa sạch quá. Người muốn hay không cùng chúng ta cùng đi thanh tang thi. Đây là muốn nàng gia nhập này tiểu đội. Thì Lùi Lùi do dự hạ, tự mình trên người có quá nhiều bí mật, nhưng là đi thành phố X đường xá xa xôi, nàng còn lẻ loi một mình mang theo một cái tiểu hài tử. Nếu là trên đường gặp được tâm thuật bất chính người thực dễ dàng người làm khởi ý xấu. Tuy rằng nàng hiện tại có tin tưởng đối phó được những người đó, nhưng vẫn là sợ phiền toái, mà đi theo này mấy người ít nhất người khác còn sẽ cố kỵ điểm. Thấy Thì Lùi Lùi do dự cho rằng nàng sợ hãi tang thi. Lý Vệ liền hảo tâm nhắc nhở nói, không biết ngươi có hay không xem qua trên mạng kia dán mặt thế tới thiệp, kia thiệp thượng nhưng nói hiện tại tang thi là dễ dàng nhất đánh chết, về sau khả năng càng ngày càng khó đánh chết. Lấy ngươi lực lượng hình dị năng, đánh hiện tại tang thi hẳn là không thành vấn đề, nhưng là về sau liền rất khó nói, hiện tại không đi thích ứng về sau tang thi cường đại lên, ngươi về sau liền theo không kịp, hơn nữa tang thi bên trong còn có tinh hạch đâu, thiệp nhưng nói này tinh hạch về sau tác dụng nhưng lớn. Hắn là muốn cho nữ nhân này gia nhập bọn họ tiểu đội, như vậy tiểu đội lại thêm một cái dị năng giả, tiểu đội thực lực lại tăng mạnh điểm như vậy sinh mệnh lại nhiều một chút bảo đảm. Tuy rằng còn không biết những người này đích đến là nào, nhưng ít nhất ở G thì sẽ có điểm bảo đảm, đặc biệt là gặp qua kia lạnh băng thiếu nữ sát tang thi, biết nàng thực lực không tồi, mấy người nhân phẩm cũng không kém, trừ bỏ cái kia kêu kỳ kỳ nữ nhân cao ngạo điểm ngoại. Hơn nữa thì Lùi Lùi mơ hồ nhớ rõ trong tiểu thuyết những cái đó căn cứ không có nhanh như vậy kiến thành. Giống như muốn ở 3 tháng sau mới kiến thành đi, ở căn cứ mặt kiến thành khi cùng bọn họ cùng nhau hẳn là bảo đảm điểm.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh của chúng tôi. Nhớ like, share và đăng ký kênh Muti Audio hoặc bấm chuông bên dưới để theo dõi bộ truyện mới nhất. Cảm ơn.